chắn rằng trong kèo DRBO năm này chúng ta sẽ không để cho What The Z sử dụng The Press. Đây là một trong những lựa chọn cấm đúng đắn đến từ huấn luyện viên Alex. Chắc chắn là như vậy rồi. Với một người chơi có kỹ năng tốt đến mức như What The Z, bất kỳ một con tướng định hướng nào mà có khả năng khóa chân đối phương đều sẽ là con tướng tụ của anh ta. Và ngay lựa chọn đầu tiên, Olaf dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta mở màn bằng một vị tướng tấn công cực kỳ mạnh ở khoảng thời gian ban đầu. Chắc chắn huấn luyện viên Chakapong biết rằng Olaf trong tay của Jisoo nguy hiểm đến mức nào. Nhưng đây là ván đấu đầu tiên anh ta vẫn tự tin để cho đội tuyển Việt Nam có được vị tướng này. Thì chúng ta có thể thấy đội tuyển Thái Lan cũng đang có những mưu đồ toan tính về mặt counter. Còn bài Olaf cho đội tuyển Việt Nam cũng là rất kỹ lưỡng. Nhưng đó là về mặt chiến thuật. Còn liệu về mặt thực hành, những học trò của Chakapong có thực hiện được ý đồ này hay không thì lại là một câu chuyện khác. Còn phía bên kia, huấn luyện viên Alex nói về kinh nghiệm thi đấu cũng như nói về thành tích thì có lẽ Alex đang ít hơn Chakapong là rất nhiều. Nhưng điều Alex có nhiều hơn đối thủ của mình đó là những học trò. Tôi tin chắc rằng học trò của Alex ở trong trận thi đấu này là vượt trội hơn hoàn toàn so với học trò của Chakapong. Để xem nào, để xem người Thái sẽ muốn chơi gì vào lúc này. Họ có set cùng với đó là Varus. Varus để có một kèo đi đường ở khu vực đường dưới thực sự là áp đảo với khả năng đẩy đường mạnh hơn. Set là một vị tướng có thể tùy biến được ở nhiều vị trí ở trong đội hình của bên phía Thái Lan. Họ có thể để G4, Noel hoặc thậm chí là cả What The Jazz cũng là người chơi con này rất xuất sắc. Bên phía đội hình Việt Nam chúng ta tiếp tục tăng thêm khả năng tấn công. Đây là một đội hình mà chúng ta đã thấy ở trong mùa giải câu lạc bộ, các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thi đấu rất nhiều. As kết hợp cùng với lại Ari, một người bắn đại bắn tiễn từ xa và người kia lao lên dồn sát thương với combo rất nhiều sát thương của Ari. Hoàn toàn đồng ý, một bài đánh mà có lẽ tính đến thời điểm hiện tại là một bài đánh rất sở trường của đội tuyển Việt Nam, mang lại những niềm tự tin dành cho những bạn khán giả khi theo dõi mỗi khi Eli sử dụng đó là con bài As ở vị trí đường rồng của mình. Có một điểm là ở trong trận thi đấu trước, trận thi đấu mà đã có một đội tuyển sử dụng As thì chúng ta cũng đã có những đội tuyển cố gắng tìm cách để khắc chế con bài này đến từ việc họ sử dụng cả Yasuo cũng như là Brum ở trong đội hình. Đây là hai chất tướng có thể dựng lên những bức tường để chắn đi đại băng tiễn đến từ As, nhưng việc khắc chế vào As dường như là quá khó vì chỉ với hai mục tiêu thì As có thể lựa chọn những mục tiêu khác, và đặc biệt là một người chơi có độ tính toán và tài gọi là hack não cao đến từ bên phía của Eli thì tin chắc rằng đại băng tiễn của anh ta vẫn đang là rất nguy hiểm ở trong trận thi đấu này. Rồi, Lee Sin à, lựa chọn thứ 3 dành cho vị trí đi rừng từ bên phía đội tuyển Thái là Lee Sin. Đây là một kèo đấu thua hoàn toàn. Về mặt chất tướng, ngay kể cả là giai đoạn ban đầu trận đấu thì Lee Sin cũng không thể nào đỏ sức được với sức mạnh của Olaf bên phía bên kia. Tranh chấp mục tiêu cũng khá là khó. Đây là một kèo mà Vanders sẽ phải thi đấu rất hay ở mặt tạo ra tình huống, ở mặt tạo ra những đột biến ở những đường của ta đi găng cơ. Chứ về mặt tranh chấp mục tiêu, về mặt giao tranh trực diện thì rất khó để ta có thể đối đáp được với lại Jisoo với con Olaf của mình bên phía bên kia. Chúng ta hoàn thành xong hai lượt cấm của cả hai bên ở phase 2. Riven cùng với lại Rakan là những lượt cấm từ bên phía đội tuyển Thái, trong khi đó chúng ta cấm đi Singh và Garen. Chúng ta cấm đi khá nhiều chiếc tướng có thể đảm nhiệm đường trên của bên phía đối phương, nhưng đối phương lại có Akali. Thường khi đội tuyển Việt Nam nếu như chúng ta muốn đánh một chất tướng theo dạng xạ thủ đánh tay như As thì chúng ta sẽ cấm đi những chất tướng như Akali, đặc biệt là Akali. Cấm đi là rất nhiều. Nhưng đây là trận thi đấu chúng ta chủ động hở ra. Alistar dành cho MT. Đã lâu lắm rồi MT không sử dụng bài đánh này, từ hồi anh ta có được tấm vé đến SEA Games 31 và bây giờ mới được mang ra. Và tôi tin chắc đây sẽ là một bài đánh mà chúng ta giữ rất kỹ ở trong trận quan trọng như thế này. Đúng vậy. Và cái đội hình của bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam đúng là không có số lùi, đây là chỉ có số tiến mà thôi. Wow. Đội hình chỉ có số tiến, đây một chút số lùi ở đây. Còn Sen được chọn vào. Thực ra là Sen vẫn có một bệ phóng rất tốt của mình để lao vào thẳng giữa đội bên phía kia và tạo ra một lượng khống chế lớn cũng như che chắn cho đồng đội. Cưỡi trên lưng cho mình là Ari, cưỡi trên lưng cho mình đó là Olaf, đều có thể phóng sâu vào đội hình bên phía kia được, không vấn đề gì cả. Trong khi đó, lựa chọn cuối cùng của đội tuyển Thái dành cho khu vực đường Baron của họ đó sẽ là Darius. Về cơ bản đội hình của chúng ta có rất nhiều hiệu ứng khống chế, những hiệu ứng khống chế có thể kết hợp với nhau một cách rất tốt. Nhưng quan trọng là chúng ta cần ra được cuối trận đấu, chúng ta cần giữ cho Eli, vì ra được cuối có lẽ lượng sát thương lớn sẽ đến từ bên phía của Eli. Nhưng đâu đó thì Jisoo cũng phải gánh lượng sát thương này, cho nên đội hình của đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang là rất chặt chẽ về mặt đội hình cũng như là về chống chịu cũng như sát thương. Và hai bên cũng đã hoàn thành xong phần cấm và chọn. Đội hình của đội tuyển Thái Lan thì đã lộ ra Darius được trên, Lee Sin đi rừng, G4 với Akali ở khu vực đường giữa và Varus trong tay Kasatang, What The Z với con bài set. Đây cũng là một con bài What The Z chơi rất hay ở những trận thi đấu gần đây. Chính xác, What The Z là một người chơi hỗ trợ có bệ tướng vô cùng rộng lớn, và đây là một trong những con tướng tụ của anh ta. Nếu như tính về khả năng mở giao tranh trực diện giữa Alistar cùng với lại set vẫn nhỉnh hơn phần đầu đó về khả năng khống chế ở trên diện rộng của mình, sát thương đầu ra cũng nhiều hơn.
Alistar sẽ mạnh hơn ở một điểm, đó là khả năng đi roam và cái độ linh hoạt về combo của Alistar. Bạn có thể tùy biến rất là nhiều kiểu, bạn có thể đánh phòng ngự với cái bộ combo này cũng được, bạn có thể đẩy đối phương ra cũng được. Cho nên về khả năng phòng ngự thì Alistar nhỉnh hơn một chút xíu so với lại Zed bên phía bên kia. Và thực sự là một trận thi đấu rất hấp dẫn. Các bạn có thể theo dõi trận thi đấu này tại các kênh sóng chính thức của Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến để có những nội dung nhanh nhất để thực theo dõi một cách sớm nhất. Và trận thi đấu chúng ta còn ít giây nữa sắp bắt đầu. Đây sẽ là một trận thi đấu hứa hẹn là rất căng thẳng. Vì đến với trận thi đấu này, đội tuyển Việt Nam chúng ta đã trải qua những trận thi đấu thiếu đi sự căng thẳng. Họ khá dễ dàng để có được những chiến thắng. Đây sẽ là một trận thi đấu hứa hẹn là sẽ gây ra những sự khó khăn đầu tiên dành cho đội tuyển Việt Nam. Đúng vậy. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đã có một số lượng huy chương vàng khá lớn từ những bộ môn truyền thống. Nhưng ở eSports chưa có bất kỳ một bộ môn eSports nào, thể thao điện tử nào đem về huy chương vàng cả. Và đây là cơ hội dành cho Liên minh Tốc Chiến đem về chiếc huy chương vàng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam. Cách đây khoảng tầm một tiếng tôi đã check trang web của SEA Games 31 thì tổng lượng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đang là 50. Hy vọng sau khoảng 2 tiếng nữa thì tổng lượng huy chương sẽ nâng là 51 đến từ bộ môn Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng là như vậy. Các bạn khán giả hãy cổ vũ một lần nữa thật nhiệt tình để tiếp sức cho những chàng trai Việt Nam của chúng ta. Tôi nghĩ rằng dù có đeo tai nghe thì các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn sẽ cảm nhận được cái không khí ở khắp mọi nơi đang cổ vũ họ. Và vừa rồi chúng ta thấy được rằng Eli cùng với lại FT đang làm một chuyện mà tôi nghĩ là họ sẽ không làm được nha. Đó là đẩy lính được nhanh hơn so với cặp đôi của bên phía đội tuyển Thái Lan. Một vốn gì Ash, thời gian hồi chiều của Tán Sát Thiển nó khá là lâu. Một pha hút đối phương ngược trở ra, đang cổ máu nhưng có cho mình là dư chấn. Và FT có vẻ như không ngại lắm kèo trao đổi chiêu thức này. Wonder Z tỏ rõ sự tinh quái của mình khi anh ta là người chủ động mình nhắm được mình là người sắp có cấp độ 2 trước bên phía của MT. Nên Wonder Z chủ động đứng lên cao hơn đợt lính, chỉ chờ một tình huống anh ta có cấp độ 2 sẽ tận dụng điều đó để có lợi thế và mặt trao đổi chiêu thức với đối phương. Nhưng trong một hoàn cảnh khó khăn thì MT vẫn chọn được một cách, đó là đẩy lui xạ thủ của đối phương ra, tránh lượng sát thương của xạ thủ đối phương vào cơ thể của mình. Thì đó cũng là một động thái rất khôn ngoan đối đáp lại đến từ MT ở kèo đường rồng. Tôi nghĩ đây sẽ là một kèo đấu hay ở khung đường rồng đến từ đội tuyển Việt Nam cũng như là Thái Lan. Kèo đấu mà thường là mình sẽ đánh giá rằng là Sen là một cặp đôi yếu hơn, nhưng việc mà cầm cho mình quyền năng bất việt đánh rất khéo vừa rồi. Wow. Sai né được gần như là những chiêu thức quan trọng nhất của Noel và hoàn toàn gần như không mất máu trong pha trao đổi đó. Trong khi đó Noel chỉ còn một nửa số lượng máu cũng là thôi, và anh ta bắt buộc phải biến về nhà. Và đội tuyển Việt Nam chúng ta đã dần phát huy được tác dụng của con bài Sen sau khoảng 2 tháng tướng này xuất hiện. Và đây là key player của đội tuyển Việt Nam, thông số của Eli, chàng trai đường rồng. Chàng trai có một tài năng dị biệt, đó là thi đấu ở đâu, vô địch ở đó. Và đây cũng là một giải đấu mà lần đầu tiên Eli thi đấu, thì chúng ta cũng sẽ mong rằng Eli sẽ vô địch tại giải đấu này. Rồi, sát thương thêm mỗi phút rất khủng khiếp, 1266 sát thương và 76% tham gia hạ gục. Đặc biệt là với con tướng Ash thì chuyện này nó còn dễ dàng hơn cho Eli khi có cái Eli một trong những xạ thủ bắn chiêu cuối của Ash tốt nhất, có thể gọi là tốt nhất châu Á luôn. Tôi rất hiếm khi thấy tất cả những thành viên đến từ Hàn Quốc hay Trung Quốc thậm chí là sử dụng cái đại băng tiễn tốt được như Eli. Chính xác. Có thể con bài Ash là một con bài mà được bên phía Hàn Quốc, đó là WCK, sử dụng rất nhiều. Nhưng về sử dụng hiệu quả thì không ai qua được Eli. Ở đây là Eli bị giữ chân với song thủ trưởng của đối phương, có FT hất văng đội hình đối phương ra để bảo kê xạ thủ của mình. Sau đó chúng ta trả được sát thương ở vị trí của các sát tăng. Đâu đó đến với chiêu quay, chúng ta có chiến công đâu, FT có chiến công đâu. Wonder Z thoát về với một chấm máu, nhá thông thạo đến từ FT rất tự tin là các chàng trai của đội tuyển Việt Nam. Một pha phản công tuyệt vời khi bên phía Thái Lan là đội chủ động hơn, nhưng chúng ta là những người lên cấp độ 5 vừa kịp lúc đó vừa kịp lúc đó mà thôi. Và MT đã có một pha đánh anh ta làm kích hoạt chiêu 3 của mình, làm choáng bên phía kia thành công. Đợi đúng cái nhịp mà Sai anh ta lên cấp 5, anh ta dùng chiêu cuối nhất thống của mình xuống dưới và có một pha vô anh bộ giữ chân lại xạ thủ bên phía của đội tuyển Thái Lan. Thực sự là một pha thi đấu quá bất ngờ. Liệu không biết là có được xem lại pha replay vừa rồi hay không, nhưng tôi muốn nhìn xem liệu Sai có dành mọi sức lực của mình để lên cấp độ 5 ở đúng tình huống đó hay không, hay đó là một pha tham minh đến từ Eli để kêu gọi Sai xuống. Nhưng thực sự đó là quá hay, chúng ta đã chuyển thế thua thành thế thắng với chỉ một chiêu cuối đến từ Sai mà thôi. Đường giữa của đây không gặp quá nhiều nguy hiểm vì anh ta có thể lướt về được, thậm chí hôn gió suýt chính vào người của Z4. Nhưng mà bây giờ thì Coyote đã 3 đánh 1. Phi Hồ 3 đánh 1 khu vực dưới. Wow. Và từ trên khu vực dưới của mình, và ngay lập tức Katasan phải trả giá, ta là người phải bị hạ gục. Nhưng khoan đã, Van Đơn cũng phải xử lý rất hay để gỡ lên điểm hạ gục đó đến từ MT. Van Đơn cũng đang có một tình huống bọc lót rất kịp thời cho người đồng đội của mình ở khu vực đường dưới của Ando, và có một tình huống sóng âm chính xác vào người chơi thấp máu nhất của chúng ta, đó là MT. Nhưng không sao, chúng ta ép chặt vào người chơi xạ thủ của đối phương, chúng ta bỏ lại một mạng của người chơi hỗ trợ, nó vẫn là một trao đổi quá có lợi dành cho đội tuyển của Việt Nam.
Và vừa rồi chúng ta thấy rằng What the Z đã không cân nhắc kỹ trong việc mà anh ta đi roam. Chính xác, anh ta đi roam khi mà đợt lính ở khu vực đường rồng từ bên phía đội tuyển Việt Nam đang đẩy rất sát vào trụ. Và anh ta đã vô hình trung khiến cho Karasan nằm xuống đến lần thứ hai trong ván đấu đây rồi. Đang đổi đường, Z4 xuống đây, Z4 quay ngược trở lại, rất hay pha xử lý tỉnh táo của MT. Nếu nói về Thresh chúng ta có thể đánh giá cao hơn What the Z, nhưng nói về Alista thì tôi đang không nhìn thấy ai chơi Alista hay như MT cả. Một người chơi có đến 4 năm lặn lội từ Indonesia về đến Việt Nam, cho đến hiện tại anh ta là người chơi số 1 ở Việt Nam. Một câu chuyện rất hay trong cái đó đường trên. Đường trên là Sai kéo đối đầu với Noel. Noel đang không thực sự phát huy được tác dụng của mình như Sai ở trong trận thi đấu này. Hơi đau. Và xoay rìu vừa rồi thì Noel đã timing rất tốt cái nhịp di chuyển của Sai và cứu đi một lượng máu lớn của Sai. Sai lúc này đang cần phải cân nhắc việc là anh ta ở lại rất có thể đe dọa đến tính mạng chính bản thân mình, bởi vì Noel đang có sự giúp của Vardot ở khu vực đường trên. Vardot đang ở khu vực đường trên, nhưng cảm giác như đội tuyển của Việt Nam của chúng ta đang biết mọi động thái di chuyển của Vardot, vì chúng ta có thể có những tình huống đánh hổ báo hay có những tình huống đánh lui một cách rất hợp lý. Vardot không có nhiều khoảng trống để tiếp xúc vào đội tuyển của Việt Nam, nhưng cũng thật nhanh chóng khi đây là phút thứ 5, mục tiêu lớn đã xuất hiện. Đây là tình huống muốn đánh trực diện đến từ bên phía Thái Lan. Và Vardot đang ở tuyến trên, chúng ta đang dọn mọi tầm nhìn của đối phương, nhưng còn thiếu một con mắt ở trong. Đó là hàng sứ giả, găm sóng âm vào người của MT. Và MT quay ngược trở ra, sát thương, hôn gió không chính xác, đại bằng tiếp cũng không chính xác. Noel đã có chống chịu lực sát thương, Noel thoát được trở đi, Noel không chính xác. Chúng ta không còn tầm đánh để tấn công một người của Noel nữa. Noel là người đầu tiên phải nằm trong tình huống này, có hủy diệt đấu trường đến từ phía. Nhưng phía đằng sau là ai kia? Đó là Z4 bắt được một người của đội tuyển Việt Nam. Phía trên là MT cũng đã bị hạ gục, chỉ còn lại một mình Zisu. Zisu quay ngược trở lại, Zisu còn đạp một kill. Zisu chưa một kill. Zisu chưa bị hạ gục. Chưa bị hạ gục. Nhưng đó là một tình huống đánh hơi thiếu kiểm soát dành cho đội tuyển Việt Nam, khi mà hàng sau chúng ta đã bị Z4 xâm nhập vào. Và Z4 với con Akali của mình thực sự là kinh dị. Katasan đã liên tục cấu rìa máu hàng sau với những mưu tên sinh phái chính xác. Con sứ giả nằm trong tay người Thái. Và vừa rồi là chúng ta có bắt thua. Thực sự là một trận thi đấu mà đội tuyển Thái Lan cũng đã phả một hơi rất nóng vào những chàng cực trai. Cực kỳ nóng. Chàng trai đội tuyển Việt Nam đang có tỷ lệ thắng là 100%. Đối phương có một pha ra giành chiến thắng và mang về con sứ giả. Chúng ta đang cố gắng gỡ gạc lại con rồng, không có quá nhiều khả năng cướp ở đây. Thậm chí chúng ta muốn đánh vào vị trí của Water Z. Water Z đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Và rồng nước nói trao đổi đổi mục tiêu, nhưng có khoảng trống cho Elipha một khu vực trên. Được rồi, rồng nước trao đổi không đến nỗi quá tệ dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đây là một tình huống kéo và Noel đang bắt đầu lên tiếng với con Darius của ta. Bắt đầu từ cái giờ phút này, tôi có cảm nhận là Sen sẽ hơi thua so với Darius chính một xác xíu. Chính xác, cái khả năng mà đã tăng tiến những cái bộ chiêu thức của Darius nó khiến cho cái việc mà xuất huyết nội tại của ta nó càng ngày lúc càng đau, và khiến cho Sen không còn có thể đi trụ đường được với Darius nữa. Nhưng có lẽ Sen cần tận dụng khả năng di chuyển tuyệt vời hơn của mình. Anh ta sẽ cố gắng là người dọn lính thật nhanh, sau đó sẽ tận dụng điều đó để có thể vượt trội hơn với đối phương. Và đối phương thả khu vực đường giữa với một con sứ giả, lấy thành công trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa, tiếp tục là một lợi thế được gia tăng dành cho đội tuyển Thái Lan. Nếu được thì chắc là phải xin nhờ các anh kỹ thuật replay lại pha tình huống đánh ở hàng sứ giả vừa rồi. Rất hỗn loạn, và chúng ta sẽ cần phải theo dõi xem rằng tại sao hàng sau của đội tuyển quốc gia Việt Nam lại bị lủng nhanh đến như vậy. Bởi vì hàng trước của chúng ta đang có một tình huống câu kéo sát thương khá tốt đến từ MT. MT có những tình huống combo khá đẹp mắt. Đó là một pha thi đấu mà chúng ta cố gắng dồn sát thương vào người của Noel. Đúng vậy. Nhưng Noel cũng đã có khả năng bọc lót rất tốt đến từ những người đồng đội. Đây, chúng ta sẽ được xem lại pha giao tranh này. Đầu tiên là mở giao tranh đến từ bên phía MT. Hôn gió hụt và đại bác tiến hụt. Đó là hai chiêu thức hiệu khống chế là rất gọi là quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Và thêm cả những cú tốc biến đến từ những nguồn sát thương chủ lực của chúng ta nữa. Chúng ta tốc biến để áp sát pha giao tranh này. Cho nên khi bị Z4 áp sát thì chúng ta dường như là bất lực với hai lượng sát thương chủ lực. Nhưng cũng thật may mắn vì Jisu là một người chơi trẻ, quyết đoán và liều lĩnh khi gỡ lại được thêm những điểm hạ gục trong tình huống này để khiến cho pha thua giao tranh chúng ta không quá tai hại. Đúng vậy, dù là đã bị kiệt sức ở tình huống cuối cùng, nhưng khoan, đây là tình huống mà Jisu gặp nguy hiểm. MT đến. Và sản phẩm không chính xác. MT đằng sau. Một pha hất tung hai người rất đẹp. Đại bằng tiền ở đâu? Cực cơn đại bằng tiền. Bê được một người về. Chúng ta thêm một người được phải nằm xuống. Trao đổi 1-1 giữa hai đội tuyển mà thôi. Chúng ta lấy được Z4, chúng ta mất Jisu. Vì vậy đó chỉ là một trao đổi hòa đến từ cả hai bên. Và Lee Sin của đối phương đó là Vandus. Vandus vẫn đang thể hiện rằng mình là người biết chơi Lee Sin đến như thế nào, khi liên tiếp có những tình huống khiêu khích vào người của Ellie. Nhưng Ellie cũng là một người chơi có sự nóng, là có một cái đầu lạnh là không ai có thể sánh bằng được. Và anh ta cũng chỉ đơn giản là muốn lấy trụ của đối phương mà thôi. Chúng ta sẽ đổi được một trụ ở khu vực đường trên bản đồ sau pha combat tốt vừa rồi. Những cái vấn đề ở đây là một trong những cái trục quan trọng nhất, trục xương sống đường giữa. Chúng ta đã mất đi trụ một rồi. Đây sẽ là lúc mà người Thái sẽ khoét sâu qua hai bên cánh của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đặc biệt là vị trí Noel. Noel đang khá mạnh từ nãy giờ, anh ta chưa nằm xuống thêm bất kỳ một lần nào cả, ngoại trừ trong những pha giao tranh ban đầu.
Không quan trọng, đội hình của chúng ta lượng sát thương chính có lẽ không đến từ Eli mà lượng sát thương chính đến từ Jisoo. Jisoo đang là một Olaf cực xanh với 4-1-1, hai món trang bị và sắp hoàn thành món trang bị thứ ba, đang hướng đến món trang bị thứ ba, đó là cái vũ điệu tử thần. Khi đó Jisoo có thể gánh toàn bộ lượng sát thương đến từ những hiệu ứng khống chế và những người đồng đội của mình tạo ra. Một tình huống chúng ta muốn băng trụ nhưng bị phát hiện bởi đối phương, nếu băng trụ tình huống này sẽ là rất nguy hiểm. Có thể băng trụ được hay không thầy? Đã có những con mắt được cắm ra đằng sau lưng và đội tuyển Thái Lan họ biết rằng điều gì đang chờ đợi mình bên phía bên kia bờ tường. Họ ngay lập tức kêu gọi thêm 3 thành viên xuống và ngăn chặn ý đồ băng trụ của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang thi đấu rất chậm rãi sau những pha giao tranh liên tục. Ở trong 9 phút vừa qua, 12 điểm hai cục đã có dành cho cả hai bên. Nhưng lượng tiền của đội tuyển Việt Nam chúng ta đang là dẫn trước. Và chúng ta có những bùa lợi để có thể đánh về lết, đặc biệt đó là con rồng nước. Những tình huống càn vào và hồi phục thêm cả lượng giáp được tạo ra đến từ Nhất Thống. Chúng ta đang có một Olaf là quá hủy diệt ở trong trận thi đấu này. Đó chính là những niềm tin mà chúng ta tin rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang đi đúng hướng với chiến thuật của mình. Chính xác, mọi chuyện vẫn đang có những lợi thế dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. 3.000 tiền chênh lệch, gần 3.000 tiền chênh lệch so với lại đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và lượng tầm nhìn ở xung quanh khu vực sư giả khe nước đang nằm trong túi của Việt Nam. Việt Nam sẽ ăn được thêm một con sư giả khe nước nữa. Trong khi đó thì rồng vẫn chưa ra. Và đội tuyển Thái Lan có vẻ như hơi mất nhịp trong nhịp thi đấu này. Chính xác, đội tuyển Thái Lan hơi mất nhịp trong nhịp thi đấu này. Và chúng ta thả sứ giả để tận dụng đổi hòa về trụ đường giữa. Nhưng đối phương nào có một tình huống muốn đánh góc sau, rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta biết đối phương ở đó. Chúng ta xuống sát thương vào Van Dirt. Van Dirt bị hạ gục. Defoe mất đồng hồ ngưng động. Mục tiêu bị làm choáng, đó là Noel. Defoe đang cố gắng bỏ chạy, bị hạ gục bởi Jisoo. Được rồi, hất tung hai người tốt. Đội hình của đội tuyển Thái Lan là tan vỡ. MT bọc sau. Đội hình của Thái Lan chỉ còn một người. Chúng ta có trụ đường giữa của đối phương. Một pha vòi bộ tốc biến kinh khủng của Shai. 10 điểm. Nó quá đẹp mắt trong pha vòi bộ tốc biến vừa rồi. Và một lần nữa, chỉ cần đồng hồ bước qua phút thứ 10. Wow! Đội tuyển quốc gia Việt Nam dọn dẹp hai trụ đường giữa cực kỳ nhanh. Và đây đang là 377.000 tiền. Vẫn là một lượng tiền mà tôi chưa bao giờ thấy đội tuyển Việt Nam thua với lượng tiền giãn cách như thế này. Noel là người duy nhất sống sót trong tình huống vừa rồi. Thêm cái trụ của khu vực đường dưới, chúng ta tiếp tục giãn cách lượng tiền ra soi bên phía đối phương. Thực sự rất là một pha đánh rất cháy của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngay lập tức khi thấy đối phương hở sườn, họ biết rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam khoan đã, đây một trận đánh nhau khác ở phần nửa trên bản đồ. Noel lần này phải chạy rồi. Ở khu vực hang rồng thì sao? Van Dirt không ở đây. Van Dirt không ở đây. Van Dirt đang không kiểm soát mục tiêu tốt như Jisoo. Van Dirt đang chủ yếu là tạo tiền đề với những tình huống ganh và áp lực mà thôi. Còn về kiểm soát mục tiêu, Jisoo đang làm tốt hơn. Và đây là khoảng thời gian Sai đã bắt đầu có 4 tiến công, những tình huống đẩy lẻ của Sai và đến sau giao tranh sẽ là tiếp tục là uy lực hơn nữa so với thời gian trước. Chúng ta đã phân tích chuyện này rồi. Tức là con Lee Sin này của anh ta bắt buộc phải đi găng. Trong khi đó con Olaf của Jisoo hoàn toàn có thể hướng đến những pha tranh tổng với những người đồng đội của mình và kiểm soát mục tiêu. Đó là lý do tại sao mà Van Dirt phải bỏ sứ giả và bỏ cả rồng ở trong tình huống trước đó. Thực sự là một trận thi đấu quá nóng nhưng đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang đi đúng hướng và đúng chiến thuật của mình. Đó chỉ là những tình huống mà giúp cho trận chung kết của chúng ta hấp dẫn hơn thôi. Một trận thi đấu mà chúng ta đã quá mong chờ và đội tuyển Việt Nam chúng ta thì đang là người dẫn trước về mặt thế trận cũng như áp đặt thế trận vào đội hình của đối phương. Một thế trận là quá hay với bài đánh sở trường của đội tuyển Việt Nam. Olaf của Jisoo đèn 4 đồ. Wow! Gặp thiên thần và vinh quang chương chính đã được lên xong. Chính xác, không ai có thể ngăn cản được con Olaf này trong tay Jisoo nữa và anh bực vinh quang chân chính lên. Anh ta chạy thẳng vào người Katasan và cho Katasan biết mũi rìu của anh ta nó lợi hại đến mức nào. Thực ra nếu được xem lại pha nhưng đây là một tình huống muốn ép trụ hai đến từ đội tuyển Việt Nam. Trước đã một người bị giữ chân lại, đó là Coyote. Giúp Coyote bị tốc biến thoát ngược trở về. Coyote còn rất nhiều chiêu thức để thoát ngược trở đi. Noel mới là người đầu tiên phải đây. Olaf Jisoo. Olaf đến, Jisoo đến, Sai đến tạo giáp cho Jisoo. Jisoo chỉ mất giáp thiên thần mà thôi. Đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang hủy diệt đội tuyển Thái Lan. Hai người mất đồng hồ ngưng động, đó là Jisoo. Jisoo quay trở lại với sát chiêu ăn nào. Jisoo mất đồng hồ ngưng động, chúng ta mất Sai nhưng Jisoo. Đúng rồi. Quetter dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chỉ còn hai thành viên, à không, 3 thành viên. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất chúng ta cũng sẽ lấy được hai đường từ bên phía nhà của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Họ liệu nó có phòng ngừa được hay không đây? Van Dirt đang ở đây, anh ta cố gắng dọn lính và lấy được một đường lính siêu cấp mà thôi. Có vẻ như đội tuyển quốc gia Thái Lan muốn chơi an toàn. Vẫn đúng tiến độ, 10.000 tiền ở phút thứ 13. Vẫn là một lượng tiền quá hủy diệt. Đặc biệt là chúng ta có nhìn thấy Jisoo, một Olaf bất tử đến như nào trong giao tranh khi được Sen sử dụng nhất thống lên người. Lượng giáp là cực kỳ lớn và khả năng hồi phục cộng hưởng với dòng gió, dòng đất. À không, xin lỗi các bạn, dòng nước và dòng đất đã giúp cho Jisoo đang là quá mạnh ở trong thời điểm này. Mặc dù lượng sát thương của anh ta cũng là cực kỳ lớn. Đúng vậy, sát thương của anh ta bây giờ đang là quá khủng khiếp rồi.
rồi Vũ Điệu, 4 đồ. Không thể nào hạ gục không được. Không ai hạ gục được Jisoo cả, tôi thề với các bạn. Chắc chắn là như vậy, không ai có thể hạ gục được anh ta vào lúc này nữa rồi. Cái lượng sát thương chống chịu được từ cái Vũ Điệu Thần và khả năng hút máu đến từ Vũ Điệu Sát Thần, nó sẽ khiến cho bên phía Thailand không có một cách nào để giải quyết được con Olaf này cả. Thực sự là một đội hình rất lừa đến từ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta nếu nhìn vào đội hình này, các bạn sẽ nghĩ đơn giản, Eli sẽ lượng sát thương chính, Coyote lượng sát thương chính, hạ gục Coyote, hạ gục Eli là hết sát thương. Nhưng không, Eli là hỗ trợ cho Jisoo với những cú đại băng tiễn, Coyote là người hỗ trợ cho Jisoo với những cú hôn gió, Sai là người hỗ trợ Jisoo với cú nhất thống. Chúng ta có một chủ lực đường rừng, đó là chủ lực không thể cản phá. Một chiến thuật quá hay đến từ đội tuyển Việt Nam. Và để xem nào, đây là một pha combat khác mà bên phía đội tuyển Việt Nam đang là người chủ động hơn. MT liên tục lao lên với những combo của mình, bỏ hút và nghiền nát. Và đang đợi một tình huống như vậy, một tình huống không gió, không chính xác lắm. Đài băng tiền bắn ra từ khá xa, đang dồn sát thương vào ai? Đó là Zed của Wonder Zed. Anh ta bế được một người về, anh ta sẽ nằm trong đường này. Và tiếp tục là Jisoo. Chúng ta sẽ tấn công vào chủ hai của đối phương, không coi chủ hai của bên phía Thái Lan ra gì cả. Double kill dành cho Eli, vẫn chưa muốn dừng lại đây. Eli thêm một round cùng nữa, double kill trả ngược lại cho đội tuyển Thái Lan. Nhưng Jisoo cũng có double kill dành cho chính bản thân mình, người duy nhất còn sống là Katasan. Chúng ta tiếp tục lấy được 4 mạng hạ gục của đối phương. Và quan trọng là Sai đang muốn kết thúc trận thi đấu này. Sai đang đẩy lính, đặt một đợt lính cực to ở khu vực đường giữa bản đồ. Đã đặt lính được cường hóa bởi búa tiến công. Sai đang đánh nhà, Eli đang hỗ trợ. Và chiến thắng 1-0 sắp có dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng còn lính được cường hóa là quá lớn. Chúng ta hồi phục cho cả lính nữa. Hay đánh nhà Eli. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời. Một trận thi đấu tràn đầy cảm xúc, tràn đầy kỹ năng và đánh dấu tính chiến thuật cực kỳ cao đến từ đội tuyển Việt Nam. Đó là năm chàng trai của đội tuyển Việt Nam, mặc dù họ cũng gặp rất nhiều những khó khăn, họ gặp rất nhiều những sự cản trở đến từ đội tuyển Thái Lan trong một trận thi đấu quan trọng. Nhưng đó là vị thế của nhà vô địch, đó là thân thái của nhà vô địch và họ chiến thắng đó một cách rất thuyết phục. Chính xác. Một nhà vô địch cực mà cả hai đều là những ứng cử viên vô địch cho WCS Final. Rất khủng khiếp. Và chúng ta cùng đến với ván thi đấu thứ hai. Ở ván này, đội tuyển quốc gia Thái Lan tiếp tục ở bên phía đội xanh. Tiếp tục ở bên phía đội xanh. Và khi chúng ta bên phía đội đỏ thì có lẽ chúng ta sẽ là người bị động hơn trong những bài đánh. À không, đây là một lần đổi sân. Đây là một lần đổi sân. Rồi. Trước đó chúng ta thi đấu bên đội màu xanh. Ừ. Và đây sẽ là lúc mà bên phía Thái Lan có thể chủ động phát huy những bài đánh của mình. Trước mắt chúng ta bị cấm đi những chất tướng rất khó chịu trong tay của WaterZ. Hợp lý. Chúng ta không cho WaterZ chơi những chất tướng có thể tạo tiền đề. Khi một mắt xích, khi một đầu tàu của họ bị mất cái mũi thì tôi chắc chắn rằng con tàu bên phía Thái Lan cũng sẽ đi không được đúng hướng. Đúng vậy. Ở trong ván đấu trước đó chúng ta thấy WaterZ cũng đã di chuyển. Nhưng cái pha di chuyển đầu tiên của ta là pha di chuyển cực kỳ tai hại khi anh ta bỏ lại Katasan một mình đứng dưới trụ. Để ba thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam lấy được điểm hạ gục thứ hai liên tục luôn của xạ thủ Katasan. Và từ đó trở đi, đường rồng từ bên phía của đội tuyển quốc gia Thái Lan không còn ảnh hưởng được quá nhiều đến ván thi đấu đó nữa. Và vẫn chúng ta có một sự thay người. Đội tuyển Thái Lan đang đưa vào sân đến cả Loi và Z4. Wow. Hai người chơi có độ tuổi là cực kỳ cao tính đến thời điểm hiện tại. Họ đang ưu tiên kinh nghiệm thi đấu cũng như bản lĩnh sân khấu thay vì những thành viên trẻ tuổi. Đấy. Thay vì những thành viên trẻ tuổi và kỹ năng cao. Tôi đang nghĩ đó là một sự hai người hoàn toàn hợp lý. Đứng ở trên một sân khấu lớn. Tôi nghĩ là ở trong khán phòng này không có ai nhiều như Loi cùng với Z4. Họ đã đứng trước rất nhiều khán giả từ khi thi đấu cho Bangkok Titan trước đây. Họ đã đứng trước cả ngàn người để thi đấu và đã vô địch trước mặt cả ngàn người đó. Rất khủng khiếp. Hoặc thậm chí là cái khoảng thời gian mà Loi và Z4 ngồi tại chính trung tâm hội nghị quốc gia này còn dài hơn rất nhiều so với thành viên của đội tuyển Việt Nam. Chính xác. Và đây, họ đang bắn bít như thế nào? Chúng ta có cho mình là Kha'Zix. Jisoo có một con bài tủ khác. Khi mà ở bên phía đội xanh, ở bên phía đội đỏ thì chúng ta bắt buộc phải cấm đi Olaf rồi. Bởi vì không muốn nó rơi vào tay người Thái Lan. Và trong khi đó thì bên phía Thái Lan họ có Xin Yao, Varus cùng với lại Camille, đặc biệt là Camille khá nguy hiểm nha. Nhưng chúng ta có một cặp đôi là cực mạnh, đây là Senna, Nasus và Kha'Zix dành cho Jisoo. Vậy thì để tôi đoán biết xem chúng ta sẽ cần thêm những chất đứng đường trên Riven. Riven có thể được lựa chọn dành cho bên phía của Sai. Được, không phải là quá tệ, một ý tưởng không phải là quá tệ để có thể đối đầu với lại Camille trong những trường hợp cần thiết. Nhưng đây là phây cấm thứ hai của cả hai bên. Chính xác. Và nếu như người Thái Lan đủ thấu hiểu đội tuyển quốc gia Việt Nam, họ sẽ cấm đi Riven ở trong một trong hai lượt này. Thì khi đó chúng ta vẫn còn Rayton, cũng không quá lo ngại, không còn cả hai luôn. Không cả hai luôn Rayton. Vậy thì khi đó sẽ hở ra rất nhiều tướng đường giữa dành cho Coyote. Có một điểm hay, đó là cả bốn thành viên, chính xác hơn là ba thôi, đó là Sai, Coyote, Eli là những người chơi có thể bao bọc bể tướng cho nhau. Vì vậy thậm chí chúng ta có thể đảo bài và bể tướng rất rộng
cho nên chúng ta cũng không quá lo ngại. Với chỉ 5 lượt cấm, tôi nghĩ có lẽ là không đủ để cho đội tuyển Thái Lan có thể phong tỏa hết bể tướng của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ cần đến 10, có lẽ cần gấp đôi dành cho đội tuyển Thái Lan. Đúng như chúng ta dự đoán, một trong hai vị tướng mà chúng ta đã nói, người Thái đã cấm đi, Riven đã không còn trên cái sự lựa chọn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong khi đó chúng ta cấm đi hai vị tướng hỗ trợ của Wanderers, nhưng mà chúng ta cấm tổng cộng 4 con tướng hỗ trợ của Wanderers. Và bây giờ Wanderers sẽ dùng gì để có thể đi đường ở khu vực đường dưới đây? Đây là một câu hỏi rất khó dành cho đội tuyển Thái Lan. Có hai chiến thuật cấm chọn. Cấm y chang chúng ta nói kìa. Đúng. Rekton cùng với Riven. Có hai chiến thuật cấm chọn rất rõ ràng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đánh vào những người chơi có thể tạo tiền đề tốt nhất cho một đội tuyển. Với Thái Lan họ đánh thẳng vào vị trí của Sai. Với JC, Lucien, Riven và Renekton. Trong khi đội tuyển Việt Nam chúng ta cấm toàn bộ những tướng hỗ trợ của Wanderers. Những người chơi key player ở trong trận thi đấu này sẽ phải gặp rất nhiều những khó khăn về mặt bể tướng. Vậy thì bể tướng của ai rộng hơn sẽ là người chiến thắng trong kèo đối đầu cấm chọn này. Thì tôi tin chắc rằng Sai sẽ có bể tướng rộng hơn hoàn toàn so với Wanderers. Để xem nào, để xem Sai sẽ có được con tướng gì dành cho cái ván thi đấu thứ hai này. Akali được chọn. Akali thật ra một con tướng mà Sai có thể sử dụng được nha. Ở trong một trường hợp cần thiết nào đó, dù Akali ở phiên bản 3.2 này bị giảm đi khá là nhiều về mặt sức mạnh, nội năng cũng đã bị giảm đi. Cái lượng nội năng hồi sau khi mà dùng chiêu thức xong nó cũng bị giảm đi khá là nhiều. Và cái nội năng mà bạn sử dụng chiêu thức nó cũng bị tăng lên. Nói chung là Akali là một vị tướng khá là khó chơi vào thời điểm hiện tại. Đối phương còn một lựa chọn có lẽ là hỗ trợ dành cho Wanderers. Hai ván đấu liên tiếp đội tuyển Thái Lan không lựa chọn hỗ trợ trước khi bị đội tuyển Việt Nam chúng ta counter một cách quá rất mạnh. Đau đầu nha. Rất đau đầu dành cho Chakapong. Và ngày hôm nay anh ta đã phải gặp một đối thủ xứng tầm. Harry à? À, Sen và đã trợ. Có sự thay đổi, đã có một sự hack não trong kèo cấm và chọn này. Sen sẽ nằm trong tay của Wanderers để hỗ trợ. Rồi, Sen hỗ trợ dành cho Wanderers không phải là một ý kiến quá tệ. Sen là một vị tướng mà bạn đánh hai cánh sẽ rất mạnh. Bạn có thể dùng chiêu cuối của mình nhất thống lên khu vực đường trên, kết hợp chung với Noel tạo ra một tình huống băng trụ ba người bất ngờ. Đó cũng là một viễn cảnh tốt, nhưng yêu cầu là anh ta phải timing rất tốt cái đợt lính để Wanderers không gặp những cái vấn đề giống như trong ván thi đấu vừa rồi, giống như Katasan đã bị băng trụ ba người. Trong khi đó thì ở bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta thì người chơi đường trên ở trong trận đấu này là Sai sẽ cầm cho mình là Darius Sai. Thế cả Sai và Darius, cả Sai và cả Coyote đều sử dụng Akali cũng như Darius được. Ừ, swap qua mất lại. Rồi, đang suy nghĩ là Sai với Akali đường trên và Coyote với Darius đường giữa, chúng ta nhìn sẽ đúng hơn đúng không? Đúng. Và chúng ta sẽ có một kèo, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta là một đội tuyển hiểu cách khắc chế con bài sen nhất so với những đội tuyển khác. Vì chúng ta đã phải mất đến 3 tháng, không chính xác hơn là gần 2 tháng sau khi con bài sen nó xuất hiện, thì đến bây giờ đội tuyển Việt Nam chúng ta mới đưa vào thi đấu. Ừ. Trước đó họ tận dụng con bài sen không hiệu quả. Thì đến từ việc là ra đã đi đường, họ cần một chất tướng ép cật lực vào vị trí của sen. Khi đó sen sẽ cực phế ở giai đoạn đi đường, cánh trên của đối phương sẽ là một cánh vô cùng lỗ thế. Và khi đó thì sen sẽ không thể phát huy được hết tác dụng, và chúng ta có một Akali làm điều đó là cực kỳ tốt. Chính xác. Đây là một trận đấu mà về mặt ban pick cả hai bên đã có một cuộc đấu trí rất tuyệt vời. Rất căng thẳng. Chakabon đúng là một huấn luyện viên lão luyện. Anh ta biết cần phải hạn chế điểm nào, điểm mạnh nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và anh ta chọn đó là người chơi đường trên, Sai để nhắm vào. Nhưng cũng thật khó khăn dành cho Chakapon khi mà người anh ta nhắm vào trong ngày hôm nay cũng không phải là một người nhẹ cơ. Ừ. Đấy là một người mà có bể tướng là quá rộng, thậm chí chơi con nào cũng hay, chơi con nào cũng mắc ping, điều mà không phải bất kỳ tuyển thủ nào cũng làm được. Đó là Sai của Việt Nam, một người chơi đến từ Quảng Trị. Và ngày hôm nay anh ta cũng đang tiếp tục thể hiện cái sự uy lực của mình, cái tài năng của mình ở trong trận chung kết này. Rồi, chúng ta bước vào ván thi đấu thứ hai của trận chung kết SEA Games 31 bộ môn Liên minh điện thoại tốc chiến. Và Việt Nam đang dẫn trước 1-0. Nhưng khoan đã, đó là một tình huống mất cả hai tốc biến của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở khu vực đường rồng. Một bước di chuyển rất bất ngờ đến từ ba thành viên đội tuyển Thái Lan. Wanderers lên sớm cho mình, đó là vô ảnh bộ. Một tình huống áp lực lấy được hai cú tốc biến. Nhưng quan trọng là chúng ta cũng phát hiện được ra cái hướng di chuyển đến từ người chơi đi rừng của đối phương. Những cú tốc biến ở những cấp độ đầu tiên này có lẽ cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Chúng ta chỉ cần đứng một cách an toàn thận trọng là thôi. Tạm thời đó là một pha trao đổi rất lộ dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và nếu như xin giao trong tay của Wanderers, anh ta đủ nhạy bén, anh ta có thể nhờ đồng đội set up một tình huống lính ở khu vực dưới đẩy cao và vòng ra phía sau lưng sử dụng tốc biến của mình và thiết lập một pha tấn công. Tôi nghĩ rằng Eli sẽ rất khó sống trong một tình huống như vậy. Nhưng ở giai đoạn đi đường thì tôi tin rằng cặp đôi đến từ bên phía đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể cầu máu tốt với đối phương, với cả Nasus và Sena. Và chúng ta cũng đang làm điều đó. Việc mất đi cú tốc biến vừa rồi cũng không khiến cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có quá nhiều sự nao núng trong những bước di chuyển đầu tiên của mình. Đường trên thì sao? Đây sẽ là một kèo đấu hay. Đường dưới là một tình huống vô ảnh bộ đến từ Wanderers. Nhưng MT luôn chọn mục tiêu đó là Loi. Eli còn một lượng máu và có thể hồi phục được. Khoan đã, Wanderers đến từ phía sau. Nhưng chúng ta có hạt hồi phục. Eli đã ăn được xong hạt hồi phục của mình.
lượng máu chỉ còn là 1/4 mà thôi. Và vô anh bộ hụt rất may mắn. Nếu như chính xác thì chắc chắn Vander sẽ dùng tốc biến của mình vào để có mạng hàng gục đến từ Ellie. Cần nhưng có một ai đó đến xuống đây giải quyết áp lực này. Đó là đó chính là Jisoo. Chính xác, Jisoo đã có mặt tại đây. Jisoo nhảy vào tranh cướp cướp được con cua với đối phương, tạm thời chưa nhìn thấy. Và con cua cướp được luôn về đội tuyển Việt Nam. Rước hai nhờ đường nhớ sao? Đang gặp nguy hiểm, Kulote đang gặp nguy hiểm. Đối phương có tốc biến, Vander có tốc biến, sẽ hơi nguy hiểm một chút. Và đang cố gắng bỏ chạy, có lẽ sai cần bọc lót ở đây. Đã sử dụng tốc biến nhưng đối phương còn Noel ở phía bên trên. Sẽ báo lên cho Kulote rồi. Rất khó, thập diện mai phục. Chạy lên trên không được, chạy qua trái không được, chạy qua phải không được, cả cô tê hết cách rồi. Trong tình huống vừa rồi là chỉ có thể chắc là cô tê đã dính quá sâu vào cái cuộc solo 1-1 với lại G4 mà thôi. Hình như vừa rồi cô tê có một tình huống tham minh cái thanh năng thanh kinh nghiệm của mình nó không đúng thì phải. Không đúng. Anh ta đã có một tình huống ép G4 trước đợt lính, sau đó chờ tình huống chiêu 5 có cấp độ 5 là sẽ sử dụng chiêu cuối để hạ gục G4. Nhưng anh ta lên cấp độ 5 quá muộn sau tân lính vừa rồi. Vì vậy anh ta đặt mình vào thế rất nguy hiểm. Mặc dù trước đó tầm nhìn là có ở khu vực nửa dưới của bản đồ đến từ vị trí của Vander. Hiện tại thì khởi đầu đang khá là thuận lợi dành cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chính xác. Họ lấy được rất nhiều thứ vào khoảng thời gian ban đầu thế này. Và áp lực đến từ những vị tướng mạnh sớm của họ đang lên tiếng. Khả năng đè đường tốt đến từ Varus. Khả năng di chuyển áp lực của Xin Dao. Chính xác. Nhưng rất tiếc là Xin Dao của họ, Vander đang đứng trên một con mắt của chúng ta. Và cũng sẽ không thể gây thêm nguy hiểm cho Coyote. Và cặp đôi đường cầm chúng ta trước một tình huống bị áp lực bởi đối phương thì hiện tại cũng đã hồi lại đầy đủ những phép bổ trợ quan trọng rồi. Và đó là lúc mà chúng ta đang đánh một cách rất tự tin. Lloyd vẫn đang thể hiện được sự kinh nghiệm của mình khi đây là một kèo đấu mà anh ta đang không quá thua thiệt như Kassatang ở trong trận thi đấu trước. Có lẽ đây là một sự thay đổi người hay đến từ đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, khu vực nửa trên bản đồ thì sao? Đây là một kèo đấu hơi khó dành cho Noel. Bởi vì rõ ràng chất tướng thì Akali chả có gì phải ngại con Sen này cả. Cái khoan của anh bộ chính xác. Có một lớp giáp được tạo ra. Camille đang đứng đây chứ không phải là Sen. Rất nguy hiểm. Vander đang đứng đằng sau vũ kèo sai. Sai sẽ làm gì trong lúc này? Rất và nguy hiểm. Nhưng tại sao? Đó là một pha mà Noel hoàn toàn có thể tung ra cú tối hậu thư của mình. Khu vực đứng dưới là 2-2. Đội tuyển chúng ta đang hơi thiếu sát thương. Có hắc ám soi dọn tạo ra. Ellie mất tốc biến và có đường giáp được tạo cho MT. Tạm thời MT sống sót. Đối phương có mũi tên xuyên phá hụt. Ellie vẫn đang có sức bắn là rất thoải mái ở đây. Đối phương găm tiệp sức vào người của Ellie. Hơi đáng tiếc là cú ràng buộc này không chính xác. Hơi khó để có thể chính xác được. Một đàn lính rất to đứng trước mặt Ellie. Và Lloyd cùng với lại Wadz vẫn đang thể hiện một phong độ thi đấu rất cao. Họ liên tục cướp đi những phép bổ trợ quan trọng của MT. Chỉ cần di chuyển lệch một nhịp thôi thì MT sẽ phải trả cái giá rất đắt. Bây giờ anh ta không còn bất kỳ một phép bổ trợ nào cả. Trong khi đó chỉ còn một phút nữa thôi thì Rồng và Sứ Giả sẽ cùng ra. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn luôn hơn tiền đối phương. Dù đối phương là người có điểm chỉ công đầu hay là người có những góc đánh đang là chủ động hơn. Có lẽ đây là điều mà chúng ta sẽ phải cần phải nghiên cứu rất kỹ đến từ đội tuyển Việt Nam. Khi bằng cách nào đó mà chúng ta đã làm được điều này. Và người đang có được lượng tiền lớn nhất lại dồn đúng vào những người chơi cần tiền, đó là Jisoo. Anh ta đã có được món trang bị đầu tiên. Đây là khoảng thời gian mà Jisoo bắt đầu có được tiếng nói với lượng sát thương của mình trong những tình huống can thiệp vào khu vực đường. 28 giây nữa, Xin Dao của Vander đang đứng trước hàng rồng. Bây giờ anh ta mới bắt đầu biến về nhà. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang lựa chọn một mục tiêu rất rõ ràng. Họ chạy hết lên nửa trên bản đồ và cắm mắt xung quanh khang Sứ Giả Khe Nước. Chính xác, và tiếp tục sẽ là một động thái mà đội tuyển đối phương muốn đánh. Đây sẽ là một trong những cách mà tôi Jisoo sử dụng chiêu cuối. Tạm thời Jisoo sống sót rất nguy hiểm nếu như Noel sử dụng chiêu cuối vào đầu của Jisoo trong tình huống vừa rồi. Có lẽ sẽ khó để Jisoo thoát về được. Và chúng ta cũng đang cố gắng dọn hết lượng tầm nhìn của đối phương xung quanh mục tiêu lớn này. Đường trên đang là đẩy rất cao đến từ bên phía của Sai. Bắt đầu ăn rồi. Tôi đang thấy Khazik của Jisoo đã bắt đầu khởi động con sứ giả. Trong khi đó một người đang bị vô anh bộ chính xác ở đây, đó là Akali của Sai. Anh ta một cân hai, anh ta quay ngược trở lại. Anh ta quyết định cân hai nấp vào trong mình bóng khỏi. Trong khi đó một người kia cướp được sứ giả, đó chính là Vander của đội tuyển quốc gia Thái Lan, kiệt sức vào người của con Nasir và đang chạy về. Trong khi đó nửa trên bản đồ đang làm gì vậy? Akali của Sai vẫn còn sống nhưng không còn sống được quá lâu. Noel là người đã hạ gục thành công Sai, bị kiệt sức, bị găm vào người lão hóa và chắc chắn sẽ bị hạ gục. Gỡ được một điểm hạ gục đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn ở đâu đó thì Lloyd cũng đã bị hạ gục. Điểm hạ gục đến từ đội tuyển Việt Nam chúng ta có được 2 điểm. Và đây sẽ là một động thái đánh cũng là rất nguy hiểm. Chúng ta có 2, đối phương có 2 nhưng chúng ta đang là một lượng máu thấp hơn. Đây là một tiếng tranh cướp được chính phát. Jisoo giữ được rộng và có hạ gục soi dọi đến từ Ellie tạo giáp cho Jisoo. Thậm chí Jisoo còn rất tự tin muốn quay lại thi đấu trong tình huống này. Vì những người đồng đội của anh ta đang đến. Sai đang đến hôn gió hụt rồi. Nhá thông thạo đến từ Jisoo và muốn đánh đến từ Jisoo. Nhưng không, Sai bắt đầu dồn sát thương vào vị trí. Jisoo bị hạ gục. Coyote bắt đầu xoay dịu. Coyote được rồi. Ellie đến sau rồi may mắn. Ellie đang lặn vào màn xương của mình để gia tăng tốc độ di chuyển và bắt đầu vị trí đối phương. G4 đang rất thấp máu. G4 ăn được những hạt hồi phục. Chúng ta gỡ được 1 điểm.
và mất Jisoo. Rõ ràng là không hề đơn giản. Đối thủ đại diện của quốc gia Thái Lan là một đối thủ không hề đơn giản. Các bạn có thể thấy pha giao tranh vừa rồi nó diễn ra lâu đến mức nào. Cái khả năng tập trung cũng như cái kỹ năng cá nhân của từng thành viên đội tuyển quốc gia Thái Lan là rất lớn, là cực kỳ to, tay của họ rất to đằng khác. Nhưng anh có nhìn thấy không, mặc dù tất cả chúng ta đều nghĩ đó là một thế đánh khó dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn biến nó thành một thế đánh cân. Thì đây chính là những cái sự toan tính và sự suy nghĩ khác thường đến từ đội tuyển Việt Nam. Sự dị biệt của họ có lẽ đó là điều khiến cho họ trở nên vô địch ở Việt Nam ở trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Và để xem nào, với cái sự dị biệt này họ có thể lật được một cái kèo đấu đang khá khó hay không đây. Thực ra nếu như về lượng tiền nha, đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang hơn. Đúng vậy, nhưng nếu như ta nhìn về áp lực di chuyển từ nãy tới giờ, chúng ta thấy rằng người Thái đang là đội dẫn dắt lối chơi ở đây. Nhưng khoan, đường trên sẽ là một pha hạ gục thành công, không sống được quá lâu nữa. Noel đã phải nằm. Trong khi đó khu vực nửa dưới thì sao? Chúng ta sẽ bị băng trụ hay không đây? Rất hay, Eli giấu sai và hỗ trợ cho Coyote phòng ngự. Đối phương sẽ có được một hit của con sứ tả và đối phương sẽ có được trụ. Chúng ta không có nhiều tiền đề để đánh, nhưng không sao, đây cũng chỉ là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam chấp nhận đổi trụ với đối phương vì đường trên chúng ta cũng đang có hai thành viên để đẩy. Nhưng một rồi một tình huống gió hụt đến từ bên phía của Zippo. Một lần nữa Zippo hụt lần nữa. Zippo đang có kinh nghiệm nhưng không thực sự có kỹ năng quá tốt với con bài Ari này. Zippo là một người chơi bằng đầu, anh ta không phải là một người chơi bằng tay. Anh ta là người có thể rất bình tĩnh trong những tình huống cần thiết, nhưng vừa rồi là một tình huống cần kỹ năng. Và rõ ràng là Zippo đã không còn được duy trì độ tập trung của mình trong lúc đó. Và đó là lúc đội tuyển Thái Lan cần Aseni. Nếu như đó là pha thi đấu của Aseni thì nó đã là câu chuyện khác, và có thể đó là một điểm hạ gục dành cho đội tuyển Thái Lan. Nhưng đây là lúc đội tuyển Thái Lan họ ưu tiên những người đã từng ngồi tại trung tâm hội nghị quốc gia hơn. Họ cần sự bình tĩnh hơn. Đó lý do vì sao mà họ không có được điểm hạ gục đến từ pha thi đấu vừa rồi. Và đây tiếp tục là một tình huống gì đây? MT gặp nguy hiểm. Gì đây? Đây là chênh một cấp độ. MT quay ngược trở lại trả sát thương vào vị trí của WaterZ. WaterZ bị trả sát thương là cũng rất đau. Đội hình chúng ta cũng đang có 3, đối phương có 4 và muốn ép đánh đến từ đội Việt Nam. Jisoo nhảy vào rất sớm. Jisoo quay ngược trở ra. Jisoo biết chiêu là rất hay. Và vừa rồi là một tiếng đặc biệt hụt đến từ bên phía Eli, hơi đáng tiếc một chút. Đối phương bắt đầu trả sát thương với những mũi tên xuyên phá. Và đội hình chúng ta tốc biến lên. Tối hậu tư vào người của MT và Zippo đến. Zippo đang cố gắng lướt. Zippo bị giữ chân bởi tiếng Coyote. Coyote dùng sát thương vào Zippo. Zippo tắt cực trở về. Zippo có vàng hạ gục của Coyote. Digu làm vàng hạ gục double kill dành cho Zippo. Một pha kêu gọi rất tốt đến từ đội tuyển quốc gia Thái Lan. Pha quay ngược trở lại tranh với đuôi dài. Nhưng đây là sai. Bị kiệt sức. Anh ta đã có thể dứt điểm được thành công một mục tiêu nếu như đối phương không có tốc biến. Nhưng khoan đã, anh ta tìm được Wander, không tìm được nữa. Có cả Zippo nữa. Có cả Zippo này. Có cả Zippo nữa. Zippo đứng. Anh ta không đứng vào bụi. Chúng ta không biết điều này. Anh ta không đứng vào bụi đúng không ta? Anh ta vào bụi. Anh ta vào bụi. Có bụi ở trên, có cái icon bụi ở trên đầu. Wow. Một hơi nóng là cực kỳ lớn, nhưng lượng tiền của Việt Nam vẫn đang hơn. Các bạn khán giả có thể yên tâm ở thời điểm này. Và đặc biệt là chúng ta có con rồng của trận thi đấu. Đây sẽ là những áp lực về giai đoạn cuối là cực kỳ lớn cho đội tuyển Thái Lan. Thật sự đây là một trong những lúc mà tôi thấy hiếm hoi lắm. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh với một đối thủ ở đây là khó khăn như vậy. Nhưng chúng ta đã gặp được một người. Ca sĩ của Jisoo đã dứt điểm thành công với Legend. Và đây là Van Dutt bị hạ gục. Jisoo thoát ngược trở về một cách rất an toàn. Một lối đánh bất ngờ, tốc độ và hay đến từ đội tuyển Việt Nam ở trong một thế đánh mà không ai có thể nghĩ đến. Một pha bắt người rất hay khi mà đối phương đang muốn kiểm soát một khu vực hoàn toàn không mù tầm nhìn đến từ đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và bây giờ chỉ còn 3 người để phòng ngự trụ một đường giữa sau, rằng một chính xác chúng cả hai không còn tốc biến để có thể áp sát được thành viên đối phương. Đội tuyển quyết định quay ngược trở lại và cùng đồng đội mình phá hủy trên cái trụ một này. Rất khớp, đó là những bước di chuyển của đội tuyển Việt Nam, không dư bất kỳ một tích tắc nào. Họ không dư nhưng họ thậm chí họ còn vượt hơn thời gian. Đây là tối hậu thư được nhắm vào đầu của Coyote, ràng buộc không chính xác rồi, nhưng có lão hóa đến từ bên phía của MT làm chậm đối phương là rất khó chịu. Và Eli đang muốn đánh. Eli muốn đánh trong tình huống này. Eli sử dụng đồng hồ gương động để outplay đối phương. Jisoo vòng sau. Ui. Eli bị hạ gục. Nhưng Jisoo đang đến. Jisoo có một mạng. Jisoo đang bị dồn sát thương. Jisoo có khả năng hồi phục. Jisoo chưa bị hạ gục. Bây giờ Jisoo sai. Hạ gục. Thì đã lên câu chuyện của Sai. Sai vòng chuyện chính xác. Của Sai vẫn double kill. Noel cố gắng bỏ chạy đi với Nu dây móc. Sai chờ một tiếng phóng đi tiêu thứ hai. Hoặc là sát chiêu hoàn hảo. Không có sát chiêu hoàn hảo. Đây rồi. Tiếp tục kêu dành cho Sai. Và đó chính thức là một pha combat mà đội tuyển Việt Nam chiến thắng triệt để trước đội tuyển quốc gia Thái Lan. Một pha vòng sau tuyệt vời của Sai cùng với Jisoo. Đó là một tình huống kêu gọi giao tranh đến từ Eli. Anh ta là người chủ động ở lại câu kéo rất nhiều sát thương bên phía đối phương với cú đồng hồ ngưng động của mình.
thực sự là một tình huống thi đấu và Eli đang chứng minh rằng mình đang thực sự là một người lãnh đạo con tàu đội tuyển Việt Nam một cách rất đúng đắn và kinh nghiệm. Và chính đội tuyển Thái Lan cũng đã bị hăng máu trong tình huống vừa rồi. Lượng tiền rất cao 6.000 đối với một tình huống đứng dình và dùng sắp đưa vị trí của Eli. Eli có lượng giáp được tạo ra cho người đồng đội của mình. Eli chưa bị hăng. Và đây là một cơ tay đàn giữa đội hình đối phương. Biến mất cặp đôi đường rộng của đối phương. Một người dặn vào đầu ngưng động đó là Jisoo. Sai bằng vào đội hình của Thái Lan tàn vỡ. Đối phương mất 3. Chỉ còn Noel ở đây. Noel tạm thời thoát lui về được. Chúng ta sẽ lấy trụ đường giữa của đối phương. Vừa rồi là một pha ảo thuật của cầu thủ Tê. Khi ta thấy xạ thủ Lloyd đứng bên phía bên kia một người và cái trụ cũng biến mất y chang như những gì mà Lloyd cũng đã bị chịu trước đó. Cô OT tốc biến sang xoay đúng một điều duy nhất. Lloyd bay khỏi bản đồ cực kỳ nhanh. Sự tự tin là điều mà tôi đang thấy ở những chàng trai Việt Nam. Đối phương là người đứng dình, nhưng đối phương là người chạy đầu tiên. Nếu như đối phương là người tự tin cho bàn giao tranh đấu, tất cả mọi thứ của đối phương sẽ phải dồn vào đội tuyển Việt Nam rồi. Nhưng không, đối phương chỉ dồn một nửa. Còn những chiêu thức chạy đối phương để chạy bỏ về thì đó là lúc đội tuyển Việt Nam chúng ta tự tin hơn. Chúng ta đuổi đánh đến cùng. Một đánh hai, Sai sẽ biểu diễn cho các bạn một tình huống 1-2 rất hay ở đây. Tạm thời là phóng video không 1-3 rồi. 1-2 sẽ là hơi khó. Nhưng Coyote đến. Coyote là ba cứng năm rất hay và Sai vẫn thoát được về. Và Sai chỉ nhẹ nhưng đây đấy là my turn. This is my turn. Đây là có khả năng làm chậm đến từ MT. Rồi. G4 đang là người đứng lên rất cao. Tạm thời bắt giữ hụt vào vị trí của G4. Nên đang là vòng sau đến từ Jisoo. Đối phương đang có co cụm trong phần trụ. Đang buộc chúng hai người tới bên phía của Eli. Những tình huống câu máu là rất đau đến từ MT. Đối phương trả ngược lại những tình huống mũi tên xuyên phá. Jisoo đã chờ một tình huống nhảy. Chưa có một tình huống nhảy. Chúng ta có trụ của đối phương. Noel đang nấp trong phần bụi. MT đang đứng lên cao cầu máu đối phương rất khó chịu. Đội tuyển Thái Lan đang thực sự mất sự tự tin ở trong trận thi đấu này. Trụ có dành cho đội tuyển Việt Nam. Họ chưa đủ mạnh để có thể đánh nhau vào lúc này. Họ đang thua chúng ta đến 11.000 tiền. Và số lượng tiền đó không cho phép họ có quyền chủ động ở đây. Chúng ta lấy xong trụ thứ nhất ở khu vực dưới đi bộ về. Không có vấn đề gì gặp quá nhiều nguy hiểm ở đây cả. Quyền chủ động ở trên bản đồ lúc này thuộc về đại diện quốc gia của Việt Nam. Lại một lần nữa tôi phải nói lại câu này cho anh cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi trận thi đấu của chúng ta. Đó là đội tuyển Việt Nam, đội tuyển mang tiền đề từ những chàng trai của đội tuyển Team Flash chưa bao giờ để thua với lượng tiền giãn cách như thế này. Vì vậy chúng ta có thể nghĩ đến một chiến thắng nhưng cần phải hết sức bình tĩnh. Đó chỉ là cách để chúng ta yên tâm hơn mà thôi. Jisoo sử dụng đồng hồ ngưng động. Jisoo có khả năng tạo ra và hỗ trợ của những người đồng đội. Jisoo còn sống sót. Tạm thời Jisoo đã cố gắng thoát lui đi. Jisoo đẩy ra. Jisoo cuối cùng cũng đã bị hạ gục. Đội tuyển chúng ta chia làm hai cánh. Ở đây là Eli cùng với MT và đối phương đang đuổi MT. Eli tạm thời sống sót. Thế nhưng chúng ta hạ gục G4. Double kill dành cho Vandert thì chúng ta cũng có được hai bằng hạ gục của đối phương. Đó là G4 và WaterZ. Nhưng bây giờ họ sẽ về như thế nào đây? Đây là cơ hội. Đội phương tuyệt vời. Tại sao Eli biết đối phương đứng nào? Nào anh ta quá to đi mà. Đó là cái nào của Eli. Anh ta có chỉ số EQ phải hơn 500, chắc chắn là như vậy. Và đây là băng vào đến từ bên kia của Sai. Noel đang cố gắng co quay trong phần bụi. Đây là kỹ năng cá nhân của Sai với 1-2. Đang mất máu không doanh, đó là Lloyd. Lloyd bị hạ gục, mạng hạ gục truyền thuyết dành cho Sai. Legendary dành cho Sai. Cũng giống như màn trình diễn của anh ta ở trong hai ván đấu vừa qua vậy. Nó quá khủng khiếp. Quá hay. Và lại phải đảm pha bộ anh bộ chính xác vào người Coyote. Coyote cố gắng bỏ chạy, tốc biến không qua tường. Coyote quyết định quay lại chơi, xoay rìu và không thể nào bị không thể nào sống sót được quá lâu hơn. Coyote nằm xuống. Jisoo đến, Jisoo đang cố gắng tấn công vị trí của Tifo hôn gió hụt. Eli cũng đã phát ngược trở về với những tình huống bọc lót cho những người đồng đội của mình. Hơi rướng một chút. Lượng tiền, chúng ta nhìn lượng tiền 13.000 vẫn đang bám đuổi sát với thời gian. Mặc dù nhịp giao tranh đối phương có thể theo kịp chúng ta, nhưng lượng tiền đối phương không bao giờ đuổi kịp đội tuyển Việt Nam. Đúng vậy. Có những pha giao tranh ăn miếng trả miếng liên tục, nhưng kết quả của bất kỳ một pha combat nào từ nãy tới giờ đều là đội tuyển Việt Nam chiến thắng cả. Chính xác. Chúng ta có những tình huống bọc ra đằng sau rất hay đến từ Sai nha. Sai liên tục chọn đúng mục tiêu để có thể dứt điểm rất nhanh trong những pha combat của mình. Đặc biệt là Lloyd từ nãy giờ không thấy anh ta được chơi game bất kỳ một lần nào cả. Anh ta là 048 ở trong trận đấu này. Và tôi cũng đang không hiểu tại sao. Có lẽ rồi đây là một tình huống chờ, một tình huống hôn gió. Hôn gió hụt. Zippo hôn gió hụt. Tiếp tục là lúc mà kinh nghiệm của anh ta không thể giúp cho anh ta có những tình huống hôn gió chính xác. Quá khó khăn dành cho đội tuyển quốc gia Thái Lan vào thời điểm này khi những chức tướng của họ đang yếu dần theo thời gian, đặc biệt là con Varus, một xạ thủ yếu dần về mặt thời gian đối đầu với Senna, một trong những xạ thủ mạnh nhất của Lay. Và đánh rồi thì phải bên phía kia, Noel đang phải bỏ nhà đi bụi. Nhưng ta tạm thời vẫn đang an toàn. Nhưng chúng ta vẫn muốn ép đánh. Đây sẽ là thế gọng kìm của đội tuyển Việt Nam với 5-4. Jisoo đang bị giữ chân, Jisoo bắt đầu nhảy vào.
Và đội hình đối phương đang thực sự là quá lo ngại về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Khi đẩy lui toàn bộ đội hình đối phương, chúng ta sẽ tấn công con Baron. Nhưng đây là con Baron có lẽ sẽ chỉ để nhử mồi mà thôi, để nhử giao tranh với đối phương mà thôi. Rồi tiếp tục là tấn công Water Z. Water Z dùng chiêu thức của mình để bỏ chạy. Water Z có một tình huống bán nguyệt thương hay đến từ Anders. Đội hình rồi vẫn vào rất hay, đó là ràng buộc của Eli. Và chúng ta tiếp tục hủy diệt đội hình bên phía Thái Lan. Jisoo có màn hạ gục của Zippo. Jisoo có double kill. Có một mình Noel đang đẩy lính đường giữa mà thôi. Tiếp tục là Legendary dành cho Sai. Tạm biệt Noel. Bây giờ mới chỉ là tháng 5 mà thôi. Chính xác. Và Noel thì còn rất xa. Chúng ta đội tuyển Việt Nam 2-0. Chỉ cần một bàn thắng nữa, huy chương vàng sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Thực sự là quá tuyệt vời. Bất kỳ ai đang có mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia cũng có thể biết được điều này. Một cảm giác là quá tuyệt vời đến từ những chàng trai của đội tuyển Việt Nam. Nam Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Rất xuất sắc. Không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn. Đây là Sai, Nguyễn Trí Khánh, Jisoo, Nguyễn Hữu Phát, Toyota Phạm Quốc Bình, Eli Đỗ Thành Đạt và MT Nguyễn Minh Chí. Họ đã có một trận thi đấu quá bản lĩnh trước một đối thủ được đánh giá cao như Thái Lan với tỷ số là 2-0. Phụ thuộc tất cả vào ván thi đấu cuối cùng này. Và Thái Lan sẽ là bên phía đội xanh. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ bên phía đội đỏ. Lượt cấm đã xong, ba lượt cấm của hai bên đã xong. Nó hoàn toàn giống như lượt cấm của họ ở trong cái ván thi đấu vừa mới diễn ra xong. Đối phương đang phải cấm đi. Lần này đã có những sự thay đổi đến từ Chakapon. Ván đấu trước anh ta phong tỏa toàn bộ lượng tướng đến từ Sai nhưng không đủ và không hết. Còn Akali trong tay của Sai vẫn mang gieo rắc nỗi ác mộng quá lớn dành cho đội tuyển Thái Lan. Và bây giờ anh ta xoay bài. Anh ta đang phong tỏa toàn bộ lượng tướng của Eli. Thì tôi sẽ xin gửi một lời hỏi thăm nữa dành cho Chakapon. Đó là anh ta phong tỏa sai người rồi. Eli thậm chí không chỉ chơi được tất các chất tướng ở đường xạ thủ, mà anh ta được chơi toàn bộ vị trí, khu vực đường nào Eli chơi cũng hay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giải quyết cái bài toán này ngay lựa chọn đầu tiên của mình. Chính xác. Đó là trong một cái trường hợp hạn hẹp nhất thì Lucien vẫn sẽ là một sự lựa chọn tốt dành cho Eli. Tao hoàn toàn có thể chơi vị tướng ấy được. Và lần đầu tiên tôi nghĩ rằng Eli sẽ đóng vai trò là carry chủ lực với con bài này ở trong một trận chung kết. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta cần Eli lên tiếng. Bên phía bên kia thì sao? Vloy khóa vào cho mình đó là Kai'Sa. Bản cập nhật của chúng ta bắt đầu từ ngày 12 tháng 5. Đó là lúc mà chúng ta dự đoán rằng những chất tướng xạ thủ thuần kiểu như Kai'Sa sẽ được hưởng lợi rất nhiều ở phiên bản này. Nhưng đến tận bây giờ thì chúng ta mới được thực sự chứng kiến một xạ thủ kiểu như thế. Trước đó thì những Varus, những Senna vẫn đang rất được ưu tiên. Bây giờ sẽ là bài đánh cuối cùng của đội tuyển Thái Lan. Khi bị dồn vào thế chân tường, họ sẽ mang ra những bài đánh. Và Loi và Zippo vẫn đang góp mặt ở trong đội hình. Chưa có Kassatang, chưa có Ateni ở trong trận thi đấu này. Không có sự thay đổi nào ở đây cả. Đây là những con người nhiều kinh nghiệm nhất rồi. Đây là những con người bản lĩnh nhất đến từ đội tuyển Thái Lan rồi. Họ sẽ không còn một cái sự thay đổi nào ở đây nữa cả. Ứng lực cấm thứ hai thì bên phía đại diện của chúng ta đang cấm đi chưa tuyệt phay. Chính xác. Chúng ta đang muốn hạn chế tối đa nhất khả năng mà Jisoo sẽ bị bắt trong những lần anh ta đi găng, trong những lần anh ta nhảy múa với con Kha'Zix của mình. Trong khi đó thì đội tuyển Thái Lan có lẽ sẽ nhắm hai lượt cấm vào những chất tướng sát thủ có thể gây nguy hiểm dành cho xạ thủ chủ lực của họ. Akali trong tay của Sai hay trong tay của Coyote đều là một nỗi ác mộng và thi đấu một cách rất hay. Bên cạnh đó là Gragas. Gragas là một trong những chất tướng counter cũng như gây khó chịu dành cho xạ thủ là vô cùng lớn và cũng đã bị cấm đi. Và có lẽ Gragas này bên phía của đội tuyển Thái Lan lo ngại sẽ nằm trong tay của Coyote ở khu vực đứng giữa. Chính xác, bởi vì chúng ta đã có cho mình đó là Brom rồi. Brom cùng với Lucien sẽ thiết lập cặp đôi đường rồng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một cặp mà trao đổi chiêu thức rất mạnh ở khoảng thời gian ban đầu nhờ cái khả năng bắn và kích hoạt nội tại liên tục của Lucien và của cả Brom nữa. Trong khi đó, ôi rồi. Đây là một trong hai con tướng mà Sai đánh hay nhất. Và anh ta đang clock vào nó rồi, revenge. Little Nightmare, một vị tướng có lẽ sẽ tiếp tục gây ác mộng dành cho đội tuyển Thái Lan. Nhưng câu chuyện là đội tuyển Thái Lan đang có một chất tướng mà đội tuyển Việt Nam chúng ta rất e ngại. Đó vì là đây gì? Là chất tướng có thể đánh mạnh giai đoạn đầu và giai đoạn giữa. Đó là khoảng thời gian mà đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng hay bị khai thác vào. Zick là một chất tướng làm được điều đó. Vì đây cũng sẽ là một trận thi đấu rất thử thách với những chàng trai của đội tuyển Việt Nam cũng như huấn luyện viên Alex. Đúng vậy, trong những lần hiếm hoi mà đại diện câu lạc bộ Flash, đại diện quốc gia Việt Nam thi đấu hiện tại, họ thua trong những lần chạm mặt Buriram trước đây cũng chính là thua bởi con Zick này. Chính xác. Thì đây có thể là một nước cờ cuối cùng từ đội tuyển quốc gia Thái Lan để chơi tất tay với đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Lee Sin được chọn vào, như đã nói rất là nhiều lần, đây là con tướng tụ Van Dirt. Bởi vì nếu nhìn vào Lee Sin thật ra nó chả ăn nhập vào cái đội hình mà đội tuyển quốc gia Thái Lan họ chọn cả. Chính xác. Nó chỉ là một con bài để dùng thiết lập những tình huống càng sớm mà thôi. Chính xác, họ đang muốn nhánh tiếp tục là một trong những ý đồ muốn đánh sớm, đánh nhanh và gây áp lực đến từ bên phía đội tuyển Thái Lan. Trong các đội tuyển Việt Nam chúng ta thì có được một bộ tướng rất cơ bản, đó là Riven được chiên dành cho Sai, đi rừng là Kha'Zix với Jisoo, đường giữa là Kama dành cho Coyote, xạ thủ chính xác hơn là khu vực đường rồng, tôi đang không chợt nhớ tên, nhưng có Brum dành cho MT. Đúng vậy. Và có một chất tướng xạ thủ dành cho Daily và Lucian. Lucian chính xác là như vậy. Lucian cùng với From, và chúng ta vừa bỏ qua Kama ở vị trí đường giữa cho Coyote. Đây sẽ là lần đầu tiên mà Kama xuất hiện ở trong giải đấu này, ở trong giải đấu SEA Games 31 luôn. Và chúng ta sẽ được kiểm chứng rằng sau những sự thay đổi, sau những sự giảm sức mạnh vừa qua ở phiên bản 3.2, liệu rằng Kama có được đủ mạnh để đem vào một giải đấu chính thức hay không. Với sự đánh giá của Coyote về con bài này thì Coyote vẫn đánh giá là mạnh. Đánh giá là mạnh, vì lượng giảm sát thương đó đến từ con bài này không quá đáng kể. Không ít nhất là với một bộ combo thì vị tướng Kama vẫn đủ ta làm tiền đề để cấu máu đối phương. Và cấu máu cũng là rất đau, chỉ là không đau như ngày xưa thôi. Còn hiện tại thì vẫn đang là rất đau, lượng sát thương vẫn là rất lớn, vì vậy vẫn có thể được ưu tiên. Hoặc thậm chí có một sự chứng minh khác về sức mạnh của con bài Kama, đó là việc các đội tuyển ưu tiên cấm Kama ở trong giải đấu chúng ta rất nhiều. Rất vì vậy chúng ta vẫn có thể tin rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang sở hữu một con bài mạnh như Coyote ở khu vực đứng giữa. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào ván thi đấu thứ 3. Ván thi đấu quyết định xem ai sẽ nâng lên huy chương vàng của SEA Games 31 bộ môn liên minh toán tốc chiến. Đội xanh sẽ là đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội đỏ là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thời khắc của eSports sắp đến, thời khắc của liên minh huyền thoại tốc chiến sắp đến. Và các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho các giải Việt Nam của chúng ta để có thể tiếp thêm năng lượng. Những tình huống khởi đầu trong cả hai ván thi đấu vừa qua luôn là những tình huống có lợi dành cho người Thái. Và đây là lúc mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Đây là một pha combo tốt đến từ WaterJet, rất nguy hiểm với những vị tướng thiết lập tấn công sớm như Tress hay là Seth như thế này. Thực sự là kèo đấu đường rồng chúng ta luôn là một kèo đấu hấp dẫn và đáng xem, khi mà cặp đôi Eli với MT luôn tạo được ra rất nhiều những áp lực bằng kỹ năng cá nhân và sự hiểu ý nhau. Còn đây là MVP Acheny được thay vào sân, vì thì vừa rồi đã có một tình huống lỗi hiển thị ở trong phần chọn. Acheny được thay vào sân. Acheny à, một trong những người chơi tay to nhất ở đường giữa khu vực Thái Lan đã được thay vào. Đây sẽ là một thử thách lớn dành cho Coyote ở vị trí đường giữa. Một thử thách rất lớn, Acheny được thay vào sân, trong khi đó khu vực đường giữa chúng ta kích hoạt được khả năng làm choáng vào vị trí của WaterJet. WaterJet trả lại một tình huống cuồng thú quyền cũng là rất đau, tương đối là nguy hiểm. Một cú cuồng thú quyền dù nó không vào giữa nhưng nó vẫn gây ra một lượng sát thương rất lớn lên hai thành viên đường rồng của Việt Nam. Trong khi đó bên phía kia ta vẫn chưa thấy một tình huống găng nào sớm của Van Dirt cả. Ta vẫn đang trung thành với cái vòng rừng là ăn hết một nửa cái bãi quái rừng bù đỏ của mình trước. Thực ra đây là một hướng di chuyển mà tôi không đánh giá cao Van Dirt. Lee Sin là một chất tướng bạn hoàn toàn có thể ganh ngay cấp độ 2. Chính xác. Đặc biệt là tiền đề của khu vực đường rồng đến từ Loi cũng như là bắt đầu tạo ra là cực kỳ nhiều rồi. Nhưng ta lại không ganh, nếu như ganh chắc chắn sẽ mang về những chiến công đầu. Nhưng mà ta vẫn đang chơi rất cẩn thận. Chính xác. Chơi rất cầu toàn đến từ Van Dirt. Phần nào đó hạn chế đi chính sức mạnh của vị tướng Lee Sin này. Cái con cua kỳ cục sau những lần giảm sức mạnh ở phiên bản 3.1 nó không cho nhiều kinh nghiệm nữa. Và ưu tiên nó không phải là một sự lựa chọn quá hay. Trong khi đó Jisoo đang cướp đi con bùa xanh thì phải, anh ta lăm le cướp đi con bùa xanh. Nhưng không được, không đủ thời gian. Thông tin là rất đầy đủ đến từ bên phía Thái Lan. Họ cắm đến 3 con mắt xung quanh bùa xanh để bảo vệ tầm nhìn dành cho Van Dirt. Và cái bước di chuyển đến từ Noel khi anh ta bỏ một đợt lính để tiến vào bùa xanh cũng đã giúp cho Jisoo có lẽ là hài lòng, vì đối phương đã mất đi một vài những chỉ số lính tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù Sai phải biến về trong nhịp vừa rồi nhưng lượng tiền anh ta cũng không phải quá thua thiệt so với bên phía đối phương. Nhưng bằng một cách nào đó chúng ta thấy rằng người Thái đang vươn lên dẫn trước về lượng tiền. Họ đang dẫn trước khoảng 300 tiền, dù là một con số nhỏ thôi. Đúng, bây giờ lại cũng nhỏ thôi, không đáng kể, nhỏ thôi. Rõ ràng là khả năng đi đường của họ không phải là tệ. Họ thực sự là biết cách phải làm gì với những chiến tướng mình đang sở hữu. Nhưng khoan đã, đường giữa đi sao? Chuyên tâm được nổ dây vào người của Acheny, và Acheny nhanh tay sử dụng cho mình là gói chức nổ. Coyote phản xạ cực kỳ nhanh luôn các bạn. Chính xác, Coyote rất hiểu cái ngưỡng sức mạnh của mình. Ngay khi bắt đầu có chiêu cuối, anh ta là người chủ động đứng lên cao, câu máu đối phương và sử dụng những tình huống chuyên tâm để ép cho Acheny mất đi một lượng máu mà có lời dành cho Coyote trong những tình huống trao đổi kiểu như vậy. Và khu vực đường trên đang là những nguy hiểm, như một con mắt cắm tốt đến từ Sai phát hiện bước di chuyển đến từ Van Dirt. Có lẽ Sai cũng sẽ không gặp nhiều nguy hiểm trong tình huống này. Sai đang cố gắng dọn đợt lính. Đây là đợt lính không có xe, vì vậy chắc chắn sẽ không thể có nguy hiểm dành cho Sai. Nhưng Sai lại đứng một cách hơi hớ hênh, mất tốc biến ra ngược ra đi. Siêu bom địa ngục và đối phương có chiến công đầu. Acheny đã chặn cả cái đường về của Sai khi quăng ra một cú siêu bom đi sau, và Sai không có cách để phản ứng trong tình huống đó. Quyết định là quay trở lại khô máu bên phía bên kia mà thôi. Và rất tiếc dù lượng máu của đối phương không còn quá nhiều nhưng Sai vẫn không đổi được bất kỳ một điểm ăn gục nào cả.
Nhưng WZ lại có một bước di chuyển giống như những ván đấu vừa rồi. Đây là Jisoo quay ngược trở lại báo thù cho người đồng đội của mình, nhưng hơi đáng tiếc một chút. Được đủ sát thương. Rất hay, màn báo thù ngọt ngào đến từ Jisoo, và anh ta đang giơ một cánh tay lên chào các bạn khán giả với tình huống chiến công vừa rồi. Một đều về Demagog vừa rồi, lại một lần nữa Jisoo đã khai thác rất tốt sự thiếu tập trung của khu vực đường Baron. Bên phía đội tuyển quốc gia Thái Lan chỉ cần một nhịp mà Noel không để ý thôi, ngay lập tức một pha vòng sau lưng rất nhanh chóng đến từ Jisoo. Rất hay. Và trao đổi với màn hạ gục thì tiếp tục là chúng ta không quá lỗ. Đặc biệt là Jisoo luôn là người luôn biết cách tìm kiếm những lượng tiền và gia tăng lượng trang bị một cách nhanh chóng nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang có một người đi rừng cực kỳ tuyệt vời, khi luôn đảm bảo được lượng sát thương và khả năng gánh đội hình. Và đây là Eli cũng như là MT. Trước đó là một tình huống mà WZ có một tình huống di chuyển ra khu vực đường giữa, bỏ cho Loi ở phải ở lại một mình và bị gặp rất nhiều áp lực đến từ cặp đôi của chúng ta. Tiếp tục là một tình huống gánh đội hình trên, nhưng đây sẽ là 2-2. Sai có lượng giáp được tạo ra, sóng âm hụt đến từ van đất. Jisoo vẫn quyết định nhảy vào. Jisoo không lo ngại điều này. Đối phương quay ngược trở ra với đá dây móc. Jisoo đang hơi thấp máu. Đối phương có chiêu cuối và đối phương sử dụng chiêu cuối. Chúng ta mất người chơi đi rừng. 2-2. Nhưng những tình huống vừa rồi rõ ràng là không cần thiết, khi mà lượng máu của Sai cùng với Jisoo không còn phải là quá nhiều, và những chất tướng của họ cũng không cho phép họ có thể đánh nhau lâu đến như vậy. Trong khi bên phía kia khả năng đu bám, khả năng cơ động đến từ cả Lee Sin lẫn Camille là vô cùng nhỉnh hơn, khiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một pha đánh 2-2 sai lầm. Có lẽ đây là một trận thi đấu mà KT đang thực sự gặp một đối thủ ở khu vực đường giữa, một tình huống sau chú trường giữa chân hai người là hay, thêm vào đó là siêu bom địa ngục. Nhưng linh giáp được tạo ra đến từ KT đã giải tỏa toàn bộ những áp lực vừa rồi, và chúng ta không mất quá nhiều lượng máu, thậm chí là câu được những chiêu thức quan trọng của đối phương. Và đây là Jisoo với con sứ giả đang được kích hoạt, và đây sẽ là một động thái di chuyển là rất căng thẳng. Nhưng không sao, Acheni chỉ còn một nửa lượng máu. Băng địa chấn được mở ra tranh đến từ bên phía của MT, và WZ đang chống chịu lượng sát thương. Đối phương bắt đầu càn vào với Noel, với Van Đất, và được nộ long cước vào người của MT. MT tốc biến văn được trở đi, MT cuối cùng cũng bị hạ gục, nhưng Noel ở đây cũng nhảy một đổi một dành cho đội tuyển Việt Nam. Lee Sin, Van Đất đang một chấm máu và đang nấp ở đâu đó, một chấm máu gì đó thôi, và Acheni vẫn về được trong tình huống này. Rất may mắn dành cho hai thành viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan, một chấm máu duy nhất, nhưng họ đã may mắn sống sót trong tình huống vừa rồi. Con sứ giả được giữ lại dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Con sứ giả được gỡ lại, chúng ta một đổi một về màn hạ gục, và có được sứ giả và có một khoảng trống cực lớn để Eli có được những tách trụ ở khu vực trên. 300 tiền ngay lập tức được chuyển vào tài khoản của Eli, một lượng tiền là cực kỳ tốt, và chúng ta đang có tỷ lệ thắng vẫn là 100% tính đến thời điểm hiện tại khi kiểm soát được những mục tiêu lớn. Đúng vậy, khi đã ăn được sứ giả khe nước đầu tiên, chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam thua cả ở trong giải đấu SEA Games 31 này. Loi đang cố gắng đọ sức với lại Eli. Eli cảm nhận được một chút nguy hiểm ở đây. Van Der đang bắt đầu ghé thăm Eli, và anh ta bắt buộc phải rút về. Có một điểm hay của đội tuyển Việt Nam, đó là chúng ta đang tạo tiền đề tốt nhất để cho Eli gia tăng sức mạnh. Những lượng áp lực và những pha giao tranh của chúng ta xuyên suốt những tình huống vừa rồi ở những nơi mà Eli không có mặt. Vì vậy lượng tiền của Eli ở thời điểm hiện tại vẫn đang là đảm bảo theo thời gian để gánh lượng sát thương cho đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn cuối. Và tình huống vừa rồi cũng là như vậy. Và cái vấn đề ở đây là Van Der rất thiếu tập trung trong những tình huống kiểm soát mục tiêu. Chính xác. Anh ta vừa mới mất sứ giả, và vừa rồi anh ta lại muốn lên khu vực nửa trên bản đồ để căng với Eli. Chính xác. Anh ta lại làm mất nhịp và để mất luôn con rồng của đội tuyển mình. Hoàn toàn Sai đang muốn chơi đùa với lại Noel một chút ở đây. Đó chính là cái điểm hay đến từ bên phía đội tuyển Việt Nam. Chúng ta còn biết cách gây áp chế, gây khó chịu cho tinh thần của đội tuyển đối phương nữa. Có thể nhiều người sẽ đánh giá không cao về động thái nhá thông thạo hay nhá emo đến từ đội tuyển Việt Nam, nhưng thực sự đó là những tình huống chiến thuật gây ức chế tâm lý cho đội hình đối phương. Rất nhiều những tình huống chúng ta sử dụng cái thông thạo để ép đối phương muốn đánh, và đối phương muốn đánh thật, và chúng ta phản giao tranh thành công. Thực sự là quá hay đến từ đội tuyển Việt Nam, từ cả EQ lẫn IQ. Hay. Và bây giờ sẽ là một pha thả sứ giả khe nước để test xem độ kiên nhẫn các hành vi của Thái Lan như thế nào đây. Lượng máu rất lớn của Acheni được bị lấy đi chỉ sau một pha trưởng của bên phía Coyote mà thôi. Hạng đang bắt đầu đánh người ra, chuyên tâm vào được một người, giữ chân thành công, bế ngược trở về. Và đã rất thấp máu, và ta đã gục ngã rồi. Thanh trường được tung ra, ba thành viên của Thái Lan đều rất thấp máu và bắt buộc phải rút lui. Cực kỳ đẹp của Coyote. Chúng ta vẫn muốn đánh tiếp. Ôi, tốc biến lao vào. Đối phương đã được mọi người. Nhưng Sai đang thể hiện kỹ năng cá nhân của mình. Một người chơi có võ công cao cường. Và vừa rồi là tình huống thể hiện võ công đến từ Sai. Cực kỳ cao cường. Và đó là một tình huống trưởng rất đau. Chúng ta lấy được thêm một trụ ở đường giữa nữa. 3 điểm hạ gục dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lượng tiền lại tiếp tục giãn cách dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là điều mà chúng ta đã làm xuyên suốt từ đầu giải SEA Games 31 cho đến bây giờ. Chưa một trận thi đấu nào đội tuyển Việt Nam của chúng ta bị giãn cách bằng này lượng tiền, mà chỉ có đội tuyển Việt Nam chúng ta làm với đối phương mà thôi. Thật đau đầu dành cho người Thái. Họ sẽ phải làm cách gì để chống lại cơn sóng dữ mang tên
đội tuyển quốc gia Việt Nam bây giờ. Quá chúng ta mạnh. Đã có được một cái lượng tiền rất lớn rồi và tốc độ lên đồ như thế này là rất nhanh nha. Hai quá món mạnh. Đồ lớn trên người của UT bây giờ anh ta chuẩn bất kỳ ai cũng sẽ là nửa cây máu. Chính xác, nhảy vào ai người đó sẽ biến mất. Và chúng ta đang lựa chọn đó là Van Nert. Van Nert cũng bị cầu bóng dẫn đầu. Eli đang cân hai ở khu vực đường dưới. Eli sấy ngược trở lại một cú thanh trừng. MT dừng tối kim đường lên để chặn sát thương dành cho những người đồng đội của mình. Đối phương hụt tia truy kích và không thể quay ngược trở lại tấn công vào Eli. Nhưng đây sẽ là góc mà Jisoo có thể nhảy vào. Nhưng không, chúng ta có khoảng trống muốn đánh đập đường dưới. Nhưng áp lực vẫn là rất lớn để Sai đẩy đứng trên. Sai đang hoàn toàn trống trải. Anh ta đang hoàn toàn thoải mái để đẩy cái đường trên này của đối phương. Có vẻ như thấy đối phương biến về và Sai cũng không muốn tốn thời gian để đẩy cái trụ thêm. Rất ta đang đi ngược xuống dưới cùng với những người đồng đội của mình thì phải sẽ lấy được trụ một ở đường dưới và thêm một trụ nữa dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thời gian là vàng là bạc với đội tuyển Việt Nam, thậm chí chúng ta không chỉ đi bằng với thời gian mà chúng ta luôn đi hơn với thời gian. Đó là lý do vì sao mà đội tuyển Việt Nam chúng ta tốc chiến tốc thắng và hay đến như vậy. Những tình huống tính toán bất di chuyển là quá khớp và không thừa bất kỳ một động tác nào. Thật sự là như vậy. Từng tình huống xử lý chiến thức và tình huống mù của các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đang rất hay. Đây là một cái bẫy mà người Thái đang giăng ra nhưng chúng ta rất tỉnh táo. Người đi đầu đó là em tìm người vô cùng cứng cáp để có thể kiểm tra những cái bụi. Và ta thậm chí còn được bút giáp nữa cơ. Bên là một người về đâm vào một người đó luôn. Còn vòng vây của đội phép rất đau. Và đây là Eli sấy ngược trở ra thành trường. Sai là người có điểm hạ gục. Eli vẫn lướt lên bắn. Eli đang bảo kê cho hỗ trợ của mình với một động thái bắn là rất quyết đoán. Và tiếp tục là những tình huống chào hỏi đến từ Coyote gây khó chịu về mặt tinh thần cho đối phương. Và MT dựng tối kiên cường lên. Đối phương lượng sát thương gây ra là bằng không. Bằng không. Lượng sát là quá nhiều. Zero hoàn toàn. Cái sát thương từ con Kai'Sa của Lloyd bắn vào tấm không đó. Nó hoàn toàn vô nghĩa. Trong khi đó thì Jisoo một mình ăn sứ giả thành công một lần nữa. Hai con sứ giả, ba mục tiêu lớn ở khoảng thời gian đầu trận đều nằm trong túi của Jisoo. Đều nằm trong túi của Jisoo. Và Jisoo có một tình huống nhảy vì giữ chân về song chiến trường. Đối phương bay lên với bản năng sát thủ, sau đó tấn công vào người của Jisoo. Đối phương còn một lần tia truy kích nhưng không còn chiêu thức để bám đuổi Jisoo nữa. Rất khôn ngoan và thông minh, đó là người chơi đi rừng trẻ tuổi của đội tuyển Việt Nam. Anh ta không bắn cái gai hư không của mình vào người đang truy đuổi ngay đằng sau, mà anh ta bắn vào người có thể gây đam vào chính người của anh ta. Chính xác, anh ta bắn vào người đằng sau, đó là Loi. Rất thông minh, tình huống xử lý rất khéo léo từ Jisoo. Một tình huống xử lý rất khéo léo và anh ta vẫn đang làm tốt vai trò của một người chơi đi rừng trong đội tuyển quốc gia Việt Nam bằng những tình huống dứt điểm mục tiêu. Đây là Eli với những tình huống thi đấu chứ danh của mình, đánh một cách rất quyết đoán và anh ta đẩy lui đội hình đối phương trước tình huống chúng ta kiểm soát con đường thứ ba của trận thi đấu. Đây là Sai cân hai có tình huống chém gió được sử dụng. Đối phương đã độ long cước, đối phương đã tối hậu thư. Chúng ta bỏ một người và chúng ta sẽ lấy trụ đường dưới của đối phương. Mini game à? Đội tuyển Thái Lan có một mini game là bằng mọi cách có thể không vô địch. Nhưng họ phải hạ gục được Sai à. Chính xác. Nhưng chúng ta sẽ đang cầm huy chương vàng hay chăng? Bởi vì chúng ta đang thả sứ giả không được dưới và đang tấn công vào trụ 3 không được dưới luôn. Nếu đánh nhau sẽ là 5-4 dành cho đội tuyển Thái Lan. WZ tạm thời bị áo da xanh vì anh ta còn một nửa lượng máu. Còn sứ giả hút thêm một nhịp, đối phương quay ngược trở ra. Phòng ngự là rất khéo, đó là Van Dust. Một vòng quay đổ kiếp khá là hay ho đến từ Coyote. Nhưng rất tiếc là các thành viên của Thái Lan đã rút về một cách an toàn. Đối phương đã rút về an toàn. Nếu như trong tình huống vừa rồi mà không có sự xuất sắc của Van Dert thì có lẽ con sứ giả cũng đang hút thêm một nhịp và chúng ta có lượng máu. Đây là một tình huống đứng rình. Acheny có một tình huống trách bụi cũng là rất hay. Những tình huống có máu đó, Kama vẫn rất mạnh anh Tân ạ. Kama không yếu một chút nào. Đây là một con Kama đã có một lượng trang bị vừa đủ rồi để nó có thể tiếp tục chơi trong bảng thi đấu này, đã là 3 đồ. Và thêm một con rồng nữa, rồng nước dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đã có quá nhiều lợi thế. Tiếp tục là Sai. Và đây là mini game của đội tuyển quốc gia Thái Lan với lại Sai. Sai một lần nữa nằm xuống. Sai đang bị khai thác liên tiếp bởi đội tuyển đối phương và họ đang thành công với điều này. Sai có lẽ cũng đang hơi có những sự chủ quan trong những bước đứng của mình và lượng tầm nhìn xung quanh khu vực Sai di chuyển cũng không phải là được quá đủ đầy. Coyote có lẽ sẽ là tập tiếp theo đến từ bên phía đội tuyển Thái Lan. Nhưng Coyote đứng không quá cao, đúng ra đối phương đu dây móc vào. Đối phương có tối hậu thư, đối phương bắt đầu dồn sát thương vào Coyote. Coyote cố gắng vùng vẫy. Nhưng Việt Nam chúng ta bắt đầu phản công. Nhưng đó là Eli sấy thanh trừ vào người của WZ. Rất đau. Jisoo đến, bọc sau đó là đây. Bọc tiền đến từ bên phía của MT. Rất hay, tiếp tục là nhịp nhảy 2 đến từ bên phía của Jisoo. Jisoo dùng đồng hồ ngưng động, Eli bắn vào vị trí của Van Dert. Đất bị hạ gục, Jisoo có điểm hạ gục. Bọc sau tiếp tục đó là MT. Noel chỉ còn một chấm máu, cố gắng hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Và tiếp tục là một tiếng tuyết tê tái chính xác vào người của Loi. Sẽ là mà thôi. Eli bắn rất đau trong tình huống vừa rồi. Eli đã dùng cả tốc biến và đai lưng của mình bay thẳng vào giữa ba người bên phía bên kia và bắn gục từng người một ở trong pha giao tranh vừa rồi. Một sát thương khủng khiếp đến từ con Lucian của chàng trai trẻ đến từ Quảng Ninh. Một chàng trai đến từ Quảng Ninh, niềm tự hào của Quảng Ninh, niềm tự hào đến từ vùng đất mỏ. Và đây là Noel đang check tầm nhìn. Anh ta không dám vào trong tình huống này. Van Dert bây giờ mới hồi sinh.
chắc chắn Baron thuộc về đội tuyển Việt Nam với cú trừng phạt đến từ Jisoo. Và chúng ta bắt đầu phản công, đội hình đối phương đến với những cú giày dịch chuyển. Chúng ta hạ gục được Waterset và đó là điểm hạ gục dành cho Eli tiếp tục lao lên, Jisoo nhảy ra vị trí của Noel. Noel đang bị làm chậm và chúng ta có bùa lợi Baron. Và chúng ta đang cố gắng tăng tốc để có được đường link sâu cấp của đối phương. Xạ thủ của đối phương không tham gia giao tranh. Đây sẽ là end game. Và đây sẽ là huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Bình tĩnh thôi. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh xử lý pha đền hội. Dịch chuyển lên và đánh vào nhà của đối phương. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Chúng ta bình tĩnh thôi đã vì chúng ta không còn quá nhiều máu. Lấy được một đường link sâu cấp có lẽ đã là thành công ở nhịp tấn công này. Chúng ta sự bình tĩnh và đúng là như vậy, chúng ta đang nhìn thấy Jisoo đang muốn làm một điều gì đó. Noel đang cố gắng dọa dẫm đội tuyển Việt Nam. Jisoo trả ngược sát thương là tất cả. Jisoo quay ngược trở về. Jisoo còn sống sót. Jisoo biến ảo này. Jisoo biến mất hai thành viên của đối phương và link tiến vào. Đây sẽ là nhịp mà chúng ta có thể end game được. Nhưng trước mắt đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang rất bình tĩnh. Đó là tình huống xây thành trường đến từ phía của Eli, sau đó tấn công vào người của Waterset. Waterset bị bắn rất đau. Waterset còn nửa cây máu và đất không dám ra phòng ngự. Đang đánh nhà đó là Jisoo. Đánh nhà đó là Jisoo. Đây là đội tuyển chúng ta Việt Nam. Huy chương vàng thuộc về đội tuyển Việt Nam. Bộ môn liên minh huyền thoại tộc chiến. Quá tuyệt vời, đó là những chàng trai của đội tuyển Việt Nam. Huy chương vàng đầu tiên, anh Minh Tân đã bỏ tôi rồi. Anh Minh Tân chạy lên ăn mừng với những chàng trai của đội tuyển Việt Nam, nhưng không sao. Giấc mơ huy chương vàng đã đến với 3 năm trong tay của Eli. Những chàng trai vượt qua rất nhiều khó khăn, vượt qua rất nhiều giông bão, vượt qua sự khó khăn của gia đình, vượt qua sự phản đối của xã hội. Nhưng bây giờ họ mang về vinh quang cho Việt Nam. Quá tuyệt vời. Đó là Eli Đỗ Thành Đạt, MT Nguyễn Minh Chí, Jisoo Nguyễn Hữu Phát, Coyote Phạm Quốc Bình, Alex Bùi Minh Quân và Sai Phạm Chí Khanh. Và đó là thêm cả vừa rồi là lá cờ của nước Lào đang được dâng lên. Một tình hữu nghị Việt Lào mãi mãi sắc son. Một lần nữa hãy dành tràng pháo tay cho những chàng trai Việt Nam. Trận đấu quá tuyệt vời. Tôi không còn biết nói gì hơn cả. Mình xin gửi lời cảm ơn đến các em, các vận động viên của bộ môn liên minh đoàn tốc chiến đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các em đã làm tôi thực sự tự hào vào ngày hôm nay. Một lần nữa, đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa rồi tôi còn kể theo tiền, đó là Joyce Nguyễn Hữu Quốc Thắng nữa. Những người đứng sau chiến thắng vừa rồi của đội tuyển Việt Nam thực sự là một chiến thắng quá vinh quang. Eli đang có một nụ cười rất tươi, ước mơ của Eli đã thành hiện thực. Cách đây 2 năm Eli đã để lỡ tấm vé đến với SEA Games 30 và đến với SEA Games 31, ước mơ của Eli đã thành hiện thực. Quảng Ninh tự hào về em, Việt Nam tự hào về các em. Một cảm xúc quá tuyệt vời tại trung tâm hội nghị quốc gia. Không còn điều gì có thể diễn tả hơn.